Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Caesarea Philippi. Dọc đường người hỏi các môn đệ: "Người ta nói thầy là ai?" Các ông đáp: "Họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả. Có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó." Người lại hỏi các ông: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Ông Phêrô trả lời: "Thầy là Đấng Kitô." Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: "Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người." Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay trong bài đọc 1 thư của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ chương 2 câu 1 đến câu 9. Anh chị em ghi vào Gia-cô-bê 2, 1 đến 9. Tại sao vậy? Tại sao bảo ghi? Vì tôi đi cũng hay quên, cho nên phải ghi là Gia-cô-bê chương 2 câu 1 đến câu 9. Đây là một lá thư, một đoạn mà tôi thấy đọc xong giật mình. Tại sao giật mình biết không? Giật mình vì sao đúng quá vậy? Sao mà lật tẩy ra rõ quá vậy? Vì chúng ta luôn luôn bị cái cám dỗ là trọng giàu và khinh nghèo. Chúng ta luôn bị cám dỗ là cái hào nhoáng bên ngoài nó làm mình hoa mắt, mở mắt mà không biết được cái bên trong. Chúng ta luôn bị cám dỗ là thích những cái gì nó lộng lẫy, nó xa hoa, nó sang trọng. Tao bạn của tổng giám đốc đó nha, tao cháu Đức Hồng Y đó nha, tao là em của sơ bề trên tổng quyền đó nha. Oai không? Oai chứ. Oai chứ. Nhất thế nhì thân. Thân được với ai, quen được với ai, cho nên người ta mới bảo là thấy sang bắt quàng làm họ. Thấy người ta sang là bắt quàng làm họ. Cái ông bán vé số dạo nào đó báo chí đăng ầm lên, ông ấy ở nhà cái lều tạm thôi đi bán vé số hàng ngày, chẳng có bà con thân, chẳng có ai ngó ngàng gì tới, bán vé số sống qua ngày chờ qua đời. Sống qua ngày chờ qua đời. Ấy thế mà một bữa kia cái tấm vé số mà ông ta bị ế nó không bán được, nó lại trúng độc đắc. Khi nghe tin ông bán vé số trúng độc đắc, giá mà người độc đắc trúng độc đắc thì cũng chẳng ai nói gì đâu. Nó giàu thì nó giàu thêm, chẳng ai nói gì đâu. Tại sao cái người nghèo vừa mới giàu cái lại lôi người ta lên giống như chuyện không bình thường? Ông ấy trúng vé số cái là bắt đầu báo chí đăng lên một người bán vé số trúng vé số độc đắc. Thế ông già tự nhiên đổi đời. Mình không đổi thiên hạ cũng đổi, vì lý do là ôi người này sao mình lắm bạn bè quá, sao lắm họ hàng quá. Ô bác Tư, ô ông Bảy, ô chú Sáu, ai cũng đến nhận ông làm chú, làm bác, làm họ, cháu cũng nhiều quá. Mà khi nó nhận cháu rồi nên đến chúc mừng mình trúng độc đắc thì mình không cho nó cái gì. Mà càng cho bao nhiêu thì cháu nó càng đến bấy nhiêu. Ông bảo những cái đứa mà tôi không hề biết cả đời, tôi chưa bao giờ nó đến thăm tôi mà tôi cũng chưa gặp mặt nó bao giờ. Nó bảo nó là cháu, rồi nó xưng là chú, xưng là bác, là gì, nó đủ thứ. Rồi bạn bè cũng chạy tới. Cứ thấy người nào có tiền, cứ thấy người nào giàu là họ chạy tới. Và một cái ông bán vé số bị coi thường, đi đến đâu cũng chẳng ai ngó ngàng gì tới. Bây giờ ông đi đến đâu là người ta trố mắt người ta nhìn. Wow, wow. Anh chị em thấy không? Rồi ít bữa sau, bên này xin 100 triệu, đứa kia xin mấy chục triệu, rồi vân 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 vân.
Rồi chỗ này đến là ông ấy đỡ đầu là Mạnh Thường Quân, chỗ kia đến là nhà tài trợ, chỗ kia là ân nhân, chỗ kia là đại ân nhân, vân vân vân. Lúc ông ấy nghèo chẳng ai coi ông là ân nhân. Mà tôi hỏi anh chị em, nghèo có là ân nhân không? Có không? Anh nghèo anh có được làm ân nhân không? Ơ kìa. Thánh Phô-sê-na được Chúa Giê-su nói, con có ba cách, con làm ba cái: bằng cầu nguyện, bằng lời nói và bằng việc làm. Không ai mà được phép nói rằng tôi không có tiền cho nên tôi không làm bác ái được. Vì đó là bác ái vật chất, còn bác ái tinh thần nữa thì để đâu. Không có tiền thì có lời nói an ủi nâng đỡ, có lời nói về lòng thương xót Chúa, có lời nói chia sẻ, có lời nói cảm thông. Mà nói không được thì cầu nguyện. Ai bảo mình không cầu nguyện được đâu. Có chịu cầu nguyện hay không thôi. Và có cầu nguyện theo ý Chúa hay không thôi. Cho nên không thể nói lý do là tôi không làm bác ái vì tôi không có điều kiện. Chúa nói ai cũng có điều kiện để làm bác ái tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Và Chúa đánh giá, Chúa thưởng công không phải là do cái số lượng nhiều hay ít, mà là tấm lòng yêu mến nhiều hay ít mình đặt vào trong công việc đó. Tôi yêu mến ai, tôi cầu nguyện cho họ, tôi dâng hy sinh cho họ và tôi làm với tất cả cái lòng yêu mến của tôi, không có vụ lợi, không có tính toán. Chứ đâu phải là tôi phải có tiền tôi mới làm bác ái được. Nhưng mà khổ nỗi người ta chỉ dừng lại có tiền thôi. Có tiền mới là đại ân nhân, có tiền mới là ân nhân. Còn cái ông dịch chuông nhà thờ có là ân nhân không? Một bữa nào ông không dịch, tự nhiên gia sứ không nghe tiếng chuông, không dậy vậy. Rồi mọi người cũng chẳng ai nghe tiếng chuông đến nhà thờ. Nhà thờ cứ đóng im ỉm. Tính sao? Mới thấy được tầm quan trọng của ông dịch chuông à? Phải không? Hay là một bé giúp lễ chẳng hạn, không có nó là cho sở linh mục chủ tế cũng rối ấy. Ai lấy rượu nước, ai lấy khăn, ai lấy chén cho mình. Nó cũng là ân nhân của nhà thờ chứ. Cái đâu phải cứ người có cây này chỉ nọ đô la kia mới là ân nhân. Mà mình thì lại cứ quá bị cám dỗ, quá bị thu hút bởi cái hào nhoáng bên ngoài. Mà Giacôbê bảo rằng là anh em đã tin vào Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là Chúa vinh quang thì đừng đối xử thiên tư. Thiên Chúa không có thiên tư tây vị, không có nhất bên trọng nhất bên khinh, không có phân biệt đối xử, ai cũng như ai. Còn mình thì mình đã tin vào Đức Giêsu Kitô rồi mà vẫn đối xử thiên tư. Quả vậy, giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đại gia, với một người nghèo khó ăn mặc tồi tàn, khố rách áo ôm, thấp cổ bé miệng, hai người cùng bước vào. Nào, anh tiếp ai? Chị tiếp ai? Anh chị em xong hỏi vậy, cha tiếp ai? Người giàu đương nhiên, đại ân nhân đương nhiên, đại gia đương nhiên. Anh em kính cẩn người mời người ăn mặc lộng lẫy và nói: xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này. Ngó đi, những hàng ghế danh dự đó là dành cho ai? Các buổi lễ nhìn ra biết liền gì, phải không? Ghế danh dự, ghế dành riêng. Nhà thờ sao lại có ghế dành riêng? Nhà chung nhà Chúa mà, tại sao dành riêng? Mình dành riêng cho những người có tiền, có của, những người đại ân nhân. Khó lắm. Đó là cái thực sự cũng khó. Vì khi mình làm cái gì, công trình nào, xây dựng cái gì cũng cần kêu gọi người ta đóng góp. Mà người ta đóng góp thì người ta muốn làm ân nhân. Người ta phải có chỗ riêng, phải có cái bằng riêng, có cái gì ưu tư riêng thì người ta mới cho. Mà không có thì người ta không cho, mà không cho thì lấy gì làm. Cứ suy nghĩ luẩn quẩn theo kiểu tự nhiên như thế thôi. Thì cũng giống như ngoài đời thôi, cũng phải cần nhà tài trợ, không có nhà tài trợ thì một đội bóng đá chết. Phải có đội bóng, muốn có đội bóng đá thì phải có nhà tài trợ, cho nên là phải có vé riêng cho nhà tài trợ, có chỗ riêng cho nhà tài trợ và ưu tiên cho nhà tài trợ, đúng không? Vì nó đã đâu? Đó là thế gian. Mà bây giờ mình đi vào con đường tín thác, con đường tin tưởng, con đường tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa, mình có dám, dám không? Dám là ai cũng như ai. Có tiền hay không có tiền, dâng cúng cũng như không dâng cúng, vì ai cũng có những
của để họ dâng cúng, của vật chất và nhất là của tinh thần, của thiêng liêng, kẻ gốc của người gốc công. Mà tại sao người ta chỉ dừng lại chỗ kẻ gốc của mà quên người gốc công nhỉ? Anh thợ hồ, anh cứ lùi lũi anh xây nền móng nhà thờ, quay nói gì không? Trái nói gì. Nhưng mà móng này là ông đặt 1 tỷ cái móng này đó, cúng mọi người nhắc cái móng, cứ người bỏ tiền ra. Nhưng mà tôi hỏi anh này, xin lỗi anh bỏ 1 tỷ xuống đó mà tôi không làm, không có người làm, anh có thành được cái móng không? Anh thử để 1 tỷ anh rải coi, rồi nhà thờ có sập không? Sập không? Sập là cái chắc chứ. Nhưng mà phải có bàn tay của con người, của những người lao động, của những người âm thầm lặng lẽ đóng góp trong đó. Một cái bay, một thùng hồ, một tí xi măng. Tại sao không thấy rằng đó là những người mình cũng phải trân trọng chứ? Cho nên khi cái ông già bán vé số đó, ai cũng đến rút tỉa hết. Cuối cùng báo chí lại đăng hình ảnh ông trở về. Về đây khi mái tóc còn xanh xanh, về đây 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 đây. Về mấy nhà xưa, mấy nhà xưa của ông là cái túp lều ở cạnh bãi rác. Bây giờ bạn bè nó bỏ hết rồi chú ba, đến thăm ông nói vậy. Mấy đứa cháu của ông đâu rồi ông ơi? Cháu nào đâu mà cháu, đưa cháu sau kẻ cướp giờ nó thấy mình có trung số rồi, nó có đọc báo rồi nó lên, nó giờ có cháu nào đâu. Vậy còn mấy người mà ông tài trợ ân nhân chứ, hồi giờ họ biết mình không tiền, họ cho cần gì ân nhân gì nữa, họ đi tìm người khác chứ. Rồi ông thấy sao? Giờ mà về thấy nó lại bình an, thấy nó bình an. Cứ sống cái phận nghèo như vậy bình an, mà cũng thấy rõ được cái lòng người con à. Rồi Duy chú ba sao thì tiếp tục bán Giê-xu để sống vui với cảnh nghèo của mình. Và thấy rõ được lòng con người, cháu ơi. Đến thăm ông nói vậy. Thấy rõ được lòng người và bình an. Không cay cú, không cay đắng. Biết được lòng người như thế rồi thì bình an. Hay chỗ đó đó. Thì em thấy không? Không có chua cay, không có oán than, mà thấy được. Và khi mình thấy rõ được như thế thì thưa anh chị em, mình thấy được cái giá trị của con người, không phải bởi những cái hào nhoáng bên ngoài, không phải bởi những đồng tiền, không phải bởi những cái chức tước địa vị, nhưng mà bởi cái tấm lòng của con người. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Cần cái tấm lòng. Và Chúa nói rằng ta ban thưởng là ban thưởng cái tấm lòng của con, tức là tình yêu con đặt vào khi con thực hiện công việc đó, chứ không phải bởi thành quả, kết quả của công việc đó. Tình yêu đặt vào và những vất vả hy sinh con làm, con đặt vào trong đó. Khi làm gặp những khó khăn thử thách mà con vẫn tín thác thì ta ban thưởng cho con cái điều đó. Vì thế mà Thánh Giacôbê nói với chúng ta trở lại, đừng dừng lại ở cái bên ngoài, đừng dừng lại ở thành quả, đừng dừng lại ở những cái hiệu quả hay kết quả, mà đi sâu vào để thấy được cái lòng thương xót trong đó, để thấy được tình yêu đặt vào trong đó, để thấy được những hy sinh mình chịu đựng vì lòng thương xót Chúa trong đó. Anh em chẳng tỏ ra kỳ thị khi mà đối xử với người giàu là mời ông ngồi vào chỗ danh dự này, còn với người nghèo thì ngồi dưới bệ chân tôi đây, hoặc là đứng đó. Anh em chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Nặng hay chưa? Thẩm phán đầy tà tâm những người phân biệt đối xử, những người mà chỉ thích đi với người giàu, với những đại gia, với những người có chức, có quyền, có tiền, có của, mà thờ ơ, hờ hững, lãnh đạm, bàng quang, vô cảm với những con người nghèo. Này, tôi hỏi anh, người giàu với người nghèo ai đông hơn, ai nhiều hơn? Hả? Giỏi lắm, được 10 người giàu trong giáo xứ, trong cộng đoàn,
Trong khi đó cả trăm cả ngàn người nghèo cơ mà. Nhưng mà tôi đấm ngực mình vì thấy rằng là mình vẫn cứ bị vi phạm cái này, vẫn cứ bị cái hào nhoáng bên ngoài nó cuốn hút. Mình thấy không ạ? Nói chỉ có nó mà lớn lắm chà. Trời ơi, ông chết mà mấy người mà xếp hàng riêng dự cứ cách thước người mặc đồng phục đứng cầm hoa nghiêm trang lắm. Chả có đến đâu, bảo đến làm gì? Thấy bao nhiêu người cha ba đến mà trời ơi, vậy dư rồi, tôi đến làm gì? Chỗ nào mà không có một ai đến, tôi đến. Chỗ nào không ai thèm đến, tôi đến. Chỗ nào không ai muốn đến, không ai biết đến, tôi đến. Thưa anh chị em, lúc mà ở giáo điểm tin mừng cũng vậy, đi làm lòng thương xót cũng vậy, đông lắm. Rồi nguyên hai ba đại gia gọi điện thoại, con đang ở ngoài cổng này, ngoài đầu ngõ này, tại vì từ đầu ngõ vô trong là 100 mét, người đông kín mít, thì gửi xe đi bộ vào, bảo có chỗ nào để xe trong đó không cha? Bảo không. Anh cũng là người, những người nhà quê cũng là người, họ đi bộ được thì anh đi bộ được. Anh ở máy lạnh quen thì bây giờ xuống đi, xuống lò sông hơi với tôi đi. Muốn xuống, muốn cầu nguyện thì bỏ cái xe hơi lại, bỏ cái cà táp ra, bỏ cái áo vest ra, mặc áo vest vô đây nóng chết luôn, đứng cơ vest viết gì ở đây hết á, một đầm xòe đầm xèo gì đây hết á, cứ đi dép, cứ quần tây và mười ma chen. Mọi người nghĩ nhau chứ. Và cha, nhưng mà ông khá lắm cha, mấy người đó đi đến đâu là các đứng mời vào chỗ danh dự, thì đây cũng có chỗ danh dự vậy. Chỗ danh dự ở đâu? Ở dưới chân mọi người, chứ không phải dưới chân lòng thương xót Chúa. Dưới chân lòng thương xót Chúa thì quá ngon rồi, cái tòa đây còn ở dưới chân lòng thương xót Chúa thì nghe cái ghế danh dự ai mà chẳng khoái lên sắt cái tòa Chúa. Ở dưới chân tưởng chân tòa lòng thương xót, vâng vâng, chỗ được cái cha chân, tôi đặc biệt nói cả lắm chân, được chú ông, được chân mọi người. Ở dưới chân mọi người, đó là chỗ đẹp nhất, và đó là chỗ Chúa chọn cho mình đấy. Thôi chịu khó xếp hàng vui như mọi người đi. Cha nó vậy, họ giận là bỏ về đấy. Thôi cha, họ khá lắm, thiệt khá thì kệ họ chứ ảnh hưởng gì đến tôi. Họ cha mà làm vừa lòng họ, họ đóng góp nhiều lắm. Họ đóng góp cho Chúa, đóng góp được gì cho tôi? Tôi cần phải làm vừa lòng họ. Họ có làm vừa lòng Chúa hay không, đó mới là điều quan trọng, chứ không phải tôi làm vừa lòng họ hay không. Sao anh chấp nhận được không? Nó bỏ về rồi cha. Thôi thì về thì chịu thôi. Mình thiệt à? Chúa thiệt chứ tôi thiệt gì? Tôi có được cái gì đâu mà thiệt? Chúa thiệt. Mà Chúa có gì đâu mà thiệt? Trời không đáng làm cái lọc cho che Chúa. Cả đất này không đáng làm cái bệ chân Chúa mà. Ăn thua cái gì cũng tưởng không có gì đâu mà ngon lắm mà. Đáng là gì đâu mà kể công kể lênh. Anh chỉ là người mà Chúa sai anh giữ dùng. Này, anh ở đây. Cầm này, đưa cho con bé này một lon gạo cho tôi. Đưa cho thằng kia 10 ký thóc cho tôi. Đưa kia bịch quần áo cho tôi. Chứ bộ anh tưởng là anh ngon lắm hay sao? Thế thưa anh chị em, đó, thì chúng ta thấy được rằng là mình luôn luôn nghĩ rằng là có đó là của tôi. Có gì là của tôi đâu. Chị em thấy mấy cuốn sách này cũng sập thôi. Thế thôi, nó của ai đâu. Nãy giờ giữ cho kỹ vào. Bảo con giữ chắc lắm rồi cha. An toàn chưa? Bảo an toàn rồi đó. An toàn không? An toàn không? Mọi sự đều có thể xảy ra, và mọi sự đều có thể Chúa làm cho tan biến như không hết. Có rồi cũng như không. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Không như có như không thì hơi đông mà cứ phải bám với nó, phải chạy theo người ta. Có mấy vị nói thầy cha, như cha mà ngon ấy. Mà sao ngon, tôi sống cực chết mồ đi nhà. Hồi đó ở giáo điểm mà
cái nhà nguyện dập tè là tè, cái nhà sứ cái mũi bằng cái mắt cá, mọi cái đều trong hết đó, nhà cơm, nhà ăn, nhà gì đó, nhà ngủ hết trong một cái phòng nhỏ tí. Và cha vậy mà ngon, cha ngon hơn con, cha đang xây nhà to, nhà thờ to nhất Việt Nam, nhất miền Bắc, nhất miền Trung gì rồi cơ mà không phải đi xin ai, mà có nhà nào tài trợ hết mà, thì cũng có đấy, nhưng mà nhục lắm cha. Ở sao? Mình làm nô lệ cho nó, chứ mình đâu phải làm chủ đâu. Nó có tiền, nó sai mình, nó bắt làm gì phải làm vậy. Con muốn làm cái bàn thờ màu nâu, nó bảo không, màu đỏ. Con muốn làm tòa giảng Mika, nó bảo không, bằng đá hoa cương. Còn nếu mà con mới làm theo ý con thì nó không tài trợ, mà lỡ rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi. Nhục lắm, thà cứ như cha mà ngon. Tự tại, thông dòng tự tại, chẳng nhờ, chẳng cậy, chẳng bám víu vào ai. Có cũng như không, không cũng như có. Hết lĩnh cái bài sai thì xách cái giỏ toàn toàn đi đi chỗ mới khác. Vậy trung tâm ở vụ thoải mái cuộc đời. Cha bận tâm chi cho mệt. Chẳng phải bám víu vào ai, chẳng phải nhờ vào ai. Cha sống vậy cho nó sướng. Còn lỡ rồi, làm xong nhà thờ thì con chẳng xin về hưu luôn. một người đàn anh đến chia sẻ tôi cái kinh nghiệm đau thương đấy. Tôi nhìn tôi tưởng con ngon, mà có ngon gì đâu trời ơi. Cứ quần đùi áo sọc khi mà đi rót rác thì cha còn sướng hơn. Có khoai ăn khoai, có sắn ăn sắn, có chết gì đâu. Nó mời mình đi ăn nhà hàng sang trọng vô thì phải hết chào, hết kính, hết bẩm, rồi hết bài diễn văn này, bài diễn văn kia, ăn đũa vàng với lại thìa ngọc, còn thấy cầm củ khoai với nắm xôi như trà còn sướng hơn. Bảo tôi nhà quê nó quen rồi, chứ bắt tôi vừa đó tôi chết. Thì thưa anh chị em, đến đây thì tôi mới nghe thôi. Tiếp Giacôbê nói như thế này: anh em hãy nghe đây, anh em hãy nghe đây, là Giacôbê phải làm như vậy để nhắc nhở mọi người phải chú ý vào chuyện quan trọng, không phải chuyện đùa. Anh em hãy nghe đây, nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc đó sao? Những người nghèo khó trước mặt người đời, những người thấp cổ bé miệng mà lại là những người giàu. Vừa mới nghe đến đây cái ô vậy hả, người nghèo vậy là được Chúa an cho giàu phải không, vậy con đi theo Chúa. Mơ, càng theo Chúa càng nghèo, sao vậy? Thầy như thế này mà sinh trong hang đá bò lừa mà chết trên thập giá mà trò còn lại hơn thầy là thế nào? Tớ mà hơn chủ sao được? Mơ. Vừa mới nghe Thiên Chúa chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người để họ trở nên giàu có. Úi giời, sướng quá. Nghe cho rõ. Nghe cho nó chọn đúng cách. Để họ nên giàu đức tin và thừa hưởng. Đấy, thừa hưởng gia tài đấy. Thấy chưa? Chúa mà, lòng thương xót con đi theo Chúa là ngon lắm mà. Có đồ mơ. Thừa hưởng vương quốc. Vương quốc không phải trần gian này. Người đã hứa cho những ai yêu mến người đó sao? Chúa làm cho người nghèo trở nên giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc là hưởng nước thiên đàng, chứ không phải hưởng cái vương quốc trần gian này, chứ không phải trở nên giàu có trước mặt thế gian này. Vẫn cứ nghèo đấy, đi theo Chúa cứ nghèo đấy, đi loan truyền lòng thương cho Chúa cứ bị thử thách đấy, cứ bị gian truân đấy. Nhưng mà ấy vui mừng khi gặp trăm trừ thử thách. Thế mà anh em lại khinh dễ người nghèo. Trả lời trước mặt Chúa đi. Thực sự tôi đấm ngực. Nhiều khi mình hay có thái độ khinh dễ người nghèo lắm. Bảo vệ nói cha có mấy người đến gặp, mà nếu thấy ăn mặc đoàn hoàng, xe hơi, quần là áo lượt là vào ngồi chờ nha, ta xuống ngay nha. Ai vậy? Thế mấy bà người thì này chuối, người củ khoai lích tha lích thách, rồi mấy đứa bậy liệt với cái ông già xà lăn này, rồi ngồi chờ cha. Cứ ngồi chờ đó, ăn bận tí nữa. Tôi cười với chính tôi. Tôi cười với cái con người quá tầm thường của tôi.
trọng phú khinh bần, ham giàu chê nghèo. Đấy thưa anh chị em, chẳng phải những người giàu áp bức anh em đó sao? Chẳng phải những người giàu lôi anh em ra tòa đó sao? Chẳng phải họ đã xúc phạm đến thánh danh cao đẹp mà anh em được mang đó sao? Đã hẳn anh em làm điều tốt nếu anh em chu toàn luật kinh thánh đưa lên hàng đầu. Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Nhưng nếu anh em đối xử thiên tư, nếu anh em đối xử thiên tư, thì anh em phạm một tội và bị lề luật kết án là kẻ vi phạm. Lạy Chúa, có bao giờ con xưng tội là con đối xử phân biệt với người giàu người nghèo không? Có bao giờ con xưng tội là con thiên tư không? Chẳng có ai xưng cái tội đó hết. Ai nghĩ rằng chuyện nó bình thường, nó giàu tôi chơi thôi, tôi kiếm người có thân có thế, tôi là có vây có cánh thôi, chuyện bình thường, tôi có làm gì xấu đâu. Đó, ai cũng nghĩ như thế. Chứ chẳng bao giờ xét mình coi là mình đối xử thiên tư, thiên vị không công bằng với người nghèo, vì mình coi trọng người giàu mà coi thường người nghèo không. Trong khi các môn đệ cũng vậy, đi theo Chúa Giêsu cũng thích cái con đường dễ dãi, con đường thoải mái. Khi mà Chúa nói con người phải đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại, người nói rõ điều đó không úp mở, thì Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người, cũng muốn đi vào con đường thoải mái, con đường dễ dãi, con đường vinh quang của thế gian, con đường mà của những người đi theo người giàu để được thế này thế kia. Còn con đường đau khổ, con đường đi với những người nghèo, con đường phục vụ, con đường dấn thân hy sinh, thôi. Nhưng Đức Giêsu quay lại nhìn các tông đồ và trách ông Phêrô: Satan lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Tư tưởng mà trọng phú khinh bần, tư tưởng mà đi với người giàu mà bỏ người nghèo, tư tưởng mà tốt nhất thì chỉ đến với những người có chức, có quyền, có tiền, có của, mà không hề quan tâm đói hoài bén mảng gì đến những người nghèo, những người thấp cổ bé miệng. Những tư tưởng đó chỉ là tư tưởng của loài người mà thôi. Loài người tức là thuộc về Satan, thì hãy xấu đi. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chúng con đối xử phân biệt giàu nghèo, chúng con thiên vị thiên tư với những người có chức có quyền mà bỏ rơi những người thấp cổ bé miệng, những con chiên ốm đau bệnh tật gà lở tội lỗi, chỉ đi tìm kiếm những con chiên béo mập tốt để vụ lợi trục lợi mà thôi. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh lên Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đang ngự vào thật, thì con xin nạm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chờ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thế kỷ thứ 13 là một thời kỳ đấu tranh tôn giáo, chính trị, luân lý suy đồi. Ngày 15 tháng 8 năm 1233, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, ơn trên soi sáng cho 7 thương gia đến nhà thờ dự lễ. 7 thương gia đó là Bophilius Menandi, thứ hai Benedicto Antella, thứ ba Gerardo Sastagui, thứ bốn Bartolomeo Amidei, thứ năm Joan Manetti, thứ sáu Ricover Lippi
và thứ bảy, Alexis Franconieri. Họ là những thương gia tên tuổi ở miền Florence. Họ đã được thúc đẩy sống đời hoàn thiện, từ bỏ thế gian và hiến thân phụng sự một lý tưởng cao cả hơn. Khi đã quyết định sống thành cộng đoàn, họ đã bỏ nhà cửa và gia quyến, để lại cho họ những gì cho là cần thiết thôi, còn bao nhiêu thì phân phát cho người nghèo, những người khó khăn, thiếu thốn, rồi cùng sống khó nghèo, khắc khổ bằng của ăn xin hàng ngày. Bảy người anh em đó đã họp lại thành một nhóm huynh đệ đặc biệt tôn sùng Đức Trinh Nữ. Sau khi viếng thăm Đức Giám Mục, bảy anh em đó được khuyên nên nhận một luật sống. Thế là bảy người trèo lên đỉnh núi Scenario, dựng một cái nhà nhỏ rồi ở lại trên đó. Bảy anh em canh tác một miếng đất khô trồi quanh nhà, nhưng các ngài đã thành công để làm cho mọc lên những thân nho tươi tốt. Một đêm mùa đông, vườn nho bỗng chịu nặng những chùm trái mọng mướt. Đức Giám Mục thấy đây là dấu chứng tỏ những phục vụ của các ngài được Thiên Chúa chúc lành. Thực vậy, các tập sinh tuôn đến đông đảo và nhà dòng được thiết lập trên khắp Âu Châu. Mục đích của dòng là rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sự thương khó của Đức Mẹ Maria. Ngày 13 tháng 4 năm 1240, được một thị kiến khác, trong đó Đức Mẹ khuyên nên nhận luật dòng của Thánh Augustino. Mẹ cầm nơi tay một y phục đen, và thiên thần bên cạnh mẹ cầm một cuộn giấy với danh hiệu Tôi Tớ Đức Mẹ. Từ đó, nhóm tu sĩ này được biết đến dưới danh hiệu Tôi Tớ Đức Mẹ. Một người tu dòng này kể lại công cuộc lập dòng như sau. Đó là bảy người rất đáng kính trọng mà Đức Mẹ kết hợp lại thành một nhóm bảy ngôi sao, vì họ hợp nhất với nhau cả hồn xác. Ngài đã dùng họ để khởi sự dòng Tôi Tớ Ngài. Khi tôi vào dòng, không ai trong số bảy người đó còn sống, trừ một người tên là Alexis. Đức Mẹ đã muốn để anh sống đến bây giờ, hầu chúng tôi có thể biết nguồn gốc dòng tu nhờ anh kể lại. Như chính tôi đã kinh nghiệm và thấy tận mắt đời sống của anh Alexis bây giờ, không những có sức khuyến khích người ta nhờ gương sáng, mà còn làm cho người ta nhận ra được đời sống trọn lành của anh, của các bạn đồng nghiệp với anh và của dòng. Tất cả mọi công việc ấy trước là do Đức Mẹ dựng lên, sau là nhờ tinh thần khiêm nhường của anh em, thành tựu nhờ anh em đồng tâm nhất trí và bảo tồn được nhờ đức khó nghèo. Năm 1304, Đức Thánh Cha Biển Đức chính thức công nhận dòng của các ngài. Lúc đó, đấng lập dòng cuối cùng vẫn còn sống là Alexis Franconieri, qua đời ngày 17 tháng 2 năm 1310. Từ đó, nhà dòng đảm nhận công cuộc truyền giáo ở Ấn Độ, lập nhiều chi nhánh ở Anh Quốc và Mỹ Châu. Nhà dòng đã chọn 4 đặc điểm sau đây làm quy luật sống. Đặc điểm thứ nhất là về hội thánh. Cả bảy anh em đều nhất quyết giữ mình độc thân hoặc đời sống khiết tịnh trọn đời. Mặc dù có người chưa lập gia đình, người thì đã thành hôn, người khác lại đã thoát khỏi vướng bận phu thê vì lẽ bạn mình đã chết. Đặc điểm thứ hai liên hệ đến sự phồn vinh của nhà dòng, là vì trong bảy anh em, người thì làm thương mại, kẻ trao đổi hàng hóa, người làm nghề buôn. Nhưng khi đã tìm được ngọc quý, tức là dòng tu, thì không những anh em phân phát
tất cả tài sản cho kẻ khó nghèo, mà còn vui vẻ dâng mình phục vụ Thiên Chúa và Đức Mẹ cách trung thành và sống rất khó nghèo. Điểm thứ ba là lòng kính mến Đức Mẹ. Ở Florence bấy giờ có một hội kính Đức Mẹ thành lập đã từ xưa. Vì lẽ sự cổ xưa ấy, cũng như vì sự đông đảo và thánh thiện của những người trong hội, hội vượt xa các hội khác và được coi là hội lớn của Đức Mẹ. Bảy anh em trước khi đến sống chung với nhau đã ở trong hội này. Họ tỏ ra yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt. Và điểm thứ tư là về đời sống thiêng liêng. Họ yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Họ quy hết mọi việc về Người theo đúng như thứ tự đòi buộc. Họ tôn vinh Thiên Chúa trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Cả bảy vị thành lập dòng đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tôn phong hiển thánh dịp lễ mừng 50 năm linh mục của Ngài. Lễ kính nhớ bảy anh em lập dòng được định vào ngày hôm nay, ngày mà Thánh Alexis Falconieri, một trong bảy anh em, qua đời vào năm 1310. Bảy đấng sáng lập có một cuộc sống hiệp nhất trong nỗ lực nên thánh, đã được an táng chung trong một ngôi mộ, và giáo hội đã suy tôn các ngài để cho các tín hữu kính nhớ. Nói gương bảy thánh lập dòng, tôi tới Đức Mẹ. Thưa chị em, mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi nhìn vào cuộc sống của bảy vị thánh lập dòng tôi tới Đức Mẹ, xin cho mỗi người có được nỗ lực từ bỏ mọi sự theo Chúa và làm tôi tới Đức Mẹ, lôi kéo nhiều người cộng tác để rao truyền sự thương khó của Chúa Giêsu và Mẹ Người. Chúng ta thấy ơn Chúa mạnh vô cùng, phải mạnh lắm mới lôi kéo những người là thương gia làm buôn bán, những người đang kiếm tiền, có tiền, và có tiền thì tiêu tiền, đang làm ra tiền nữa, mà từ bỏ mọi sự, phân phát cho kẻ nghèo, rồi sống khó nghèo như một người nghèo, làm được không? Khó lắm thưa anh chị em, phải nói là rất khó. Mà sức mạnh của quyền năng lòng thương xót Chúa mới làm cho bảy người anh em đó bỏ đúng theo nghĩa là nhà cửa, vợ con, mọi thứ mình có mà đi theo Chúa, để rao giảng sự thương khó của Chúa và sự thương khó của Đức Maria. Không dễ đâu thưa anh chị em, đồng tiền nó liền với khúc ruột mà, đúng không? Mà đang sống một cuộc sống đầy đủ, chả tha họ là nông dân thì bảo là nó dễ, họ là những người nghèo khó họ đi tu nó dễ, họ đang sống giàu có sung sướng, có vợ đẹp con khôn, có nhà cao cửa rộng, bây giờ bỏ hết, anh bỏ được không? Họ thưa cha, con còn phải đi bỏ nước chứ đâu có bỏ được. Con phải đi bỏ quần, bỏ áo, bỏ mối, bỏ lái thì sao bỏ được. Khó lắm. Không có ơn Chúa không làm được đâu. Bây giờ anh chị em mình là những tông đồ lòng thương xót Chúa, và bỏ thời giờ để mới đi cầu nguyện, đi lần chuỗi. Thưa cha, con còn phải lo bao nhiêu việc, đúng không? Nhất là những người mà càng làm có tiền thì càng khó bỏ. Đến cầu nguyện thấy những người nghèo khổ, thất nghiệp, những người cơ nhỡ lang thang, họ có gì đâu mà bỏ. Còn những người mà xe hơi, nhà lầu, rồi bao nhiêu là dịch vụ, bao nhiêu là mối lái, bao nhiêu là mối tương quan làm ăn, bỏ bỏ một phút thôi, nghĩ đến Chúa cũng chưa chắc. Khó lắm. Cho nên cứ nhìn đi, 3 giờ về lòng thương xót Chúa, có ai dám bỏ cái giờ đang làm ăn của mình mà đến không? Có. Thậm chí bây giờ Chủ nhật họ cũng sẵn sàng bỏ Chúa, bỏ lễ Chủ nhật chứ không bỏ những công việc đang làm có tiền.
bây giờ con còn đang khó khăn, con phải làm có tiền. Khi nào có tiền, có ổn định rồi thì con mới đến với Chúa. Họ còn đặt điều kiện với Chúa như vậy đấy, thưa anh chị em. Rồi khi mà ổn định, đến với Chúa không? Quen rồi, quen bỏ rồi, bây giờ đến ngại lắm. Chủ nhật quen nhậu rồi ăn chơi rồi đi du lịch rồi đi giao tiếp quan hệ rộng rãi, bìa bỏ cái đó mà đến với Chúa thôi ngại lắm. Vậy chính lời xưa khấn hứa với Chúa nói là sao? Thì lúc đó khó khăn nói vậy thôi, giờ có rồi thì thôi. Nhiều lắm thưa anh chị em, tôi gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Khó khăn người ta đến với Chúa nhưng mà có tiền có của mà bỏ để đến với Chúa, khó lắm 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 lắm. Tôi thấy toàn những người mà khi họ làm ăn họ khó khăn thì họ đến. Rồi lúc mà họ trúng được những dự án cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, qua cầu rút ván thôi. Qua cầu rút ván thôi. Thế thì phải có ơn Chúa thôi. Bảy người anh em này bỏ được cái đó, bỏ của cái gia đình, công việc làm ăn đang thành công thành đạt mà đi theo Chúa, mà sống ngược lại là sống khó nghèo thực sự. Bởi anh em có mỗi cái nhà. Cái thứ hai nữa, một người thì là dễ, hai người đã là khó rồi, đúng không? Hai người hai ý, ông này muốn đọc kinh 3 giờ, ông này muốn đọc kinh 3 rưỡi, nguyên đọc kinh không đủ cãi nhau rồi. Ông này thì mến Chúa, ông kia thì mến mẹ, đủ cãi nhau rồi chứ đừng nói. Thì mà đến tới 7 người tâm đầu ý hiệp như vậy. 7 người mà tâm đầu ý hiệp như vậy mà sống gắn bó với nhau như vậy để lập nên một cộng đoàn. Lập nên một cộng đoàn lại càng khó hơn vì phải có người đứng đầu. 7 người ai là người đầu? Ai cũng muốn làm đầu. Đây có hai anh mà anh được làm trưởng trại, anh kia phó trại mà anh kia cũng muốn làm trưởng trại. Có hai người thôi mà còn tranh nhau làm trưởng trại với phó trại. Thì mỗi thằng làm ngày, khỏi cãi nhau. Tôi bảo thế chứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ngày giờ sao giờ? Thế 8 ngày thì chia mỗi thằng ngày 4 ngày. Thì 7 ngày thằng nào làm 4 ngày, thằng làm 3 ngày. Đều có hai thằng với nhau mà còn trưởng trại với phó trại. Mà còn cãi nhau như thế chứ nói gì. Mà dành nhau đốt nến, tưởng cái gì đốt nến bàn thờ mà cũng dành nhau, không nói gì khác. Rồi dành nhau cắm hoa nữa. Rồi có anh kia thì bảo, anh cứ bận thì cứ ở nhà đi, không sao đâu. Mà sao anh ấy tốt thế, anh tốt gì cha, nó dành việc của con, nó nói khéo cho con này để cho nó làm ra đốt nến giữa nhà thờ cho mọi người thấy nó chứ. Mà còn anh sao thì con muốn chứ. Con bảo không, em cũng thành thoải mái lắm, chẳng bận gì đâu, anh có bận thì bận. Thưa anh chị em, không ơn Chúa không làm được. Cho nên hôm nay kính bảy thánh lập dòng tôi tới Đức Mẹ, anh mình nhớ lại là những thiện nguyện viên, là những tông đồ lòng thương xót Chúa, làm sao để mình có thể dành tất cả cho Chúa được. Như thánh nữ Faustina, vinh quang là lòng thương xót Chúa, những sỉ nhục là kỳ phần của tôi, bỏ tất cả để cho lòng Chúa thương xót, để tôn vinh lòng thương xót Chúa. Bảy thánh lập dòng tôi tới Đức Mẹ thì để loan truyền về sự thương khó của Chúa và sự thương khó của Đức Maria. Còn chúng ta ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng mong muốn có hội dòng lòng thương xót nam và nữ. Bây giờ đang có, tuy chưa được phát triển, mới khởi xướng ở Việt Nam, dòng nam. Mong ước một ngày nào đó có được những tu sĩ nam nữ của dòng lòng thương xót của Chúa, để họ hoàn toàn tận hiến cho việc loan truyền lòng thương xót của Chúa. Và mỗi anh chị em, những người giáo dân cũng được mời gọi làm công việc đó, chứ không phải chỉ là công việc của linh mục tu sĩ. Mỗi người tín hữu, Chúa nói với Faustina, có trách nhiệm, có bổn phận loan truyền lòng thương xót của ta bằng tất cả khả năng của mình. Thiếu sót còn lại ta sẽ bù đắp cho. Amen. Chào anh chị em và các bạn, các bé thiên nhi thân mến. Chúng ta hôm nay sẽ nói về câu chuyện miếng trầu kỳ diệu. Xin chúc tất cả anh chị em, các bạn và các bé thiếu nhi một buổi chia sẻ chuyện xưa tích cũ thật vui.
Chúng con có vui không? Dạ vui ạ. Rồi hôm nay hết Tết chưa? Dạ hết rồi ạ. Có được nhiều tiền lì xì không? Dạ nhiều ạ. Nhiều tiền thì đem đi làm cái gì? Làm cái gì nó to lên? Làm bác khái ạ. To nữa lên. Làm bác khái ạ. Đúng rồi, có tiền để làm bác ái. Và bây giờ chúng ta cất tiền đi, trở về với câu chuyện miếng trầu kỳ diệu. Ngày xưa có một anh học trò tầm thường tên là Hồ Sinh. Gia cảnh cũng đủ ăn đủ mặc, không thiếu thốn thứ gì. Nhưng khổ nỗi, anh ta lại không an phận. Ngày đêm chỉ khát khao, mơ ước làm sao mình có được một chút danh phận ở chốn quan trường. Vì thế, ngay khi vừa nghe nói ở phủ quan huyện đang thiếu một chân thơ lại để trông coi việc văn thư ở cung đường, Hồ Sinh vội bán hết ruộng đất để mong sao chạy vậy lo lót cho được ngồi vào vị trí ấy. Sau mấy phen tìm đường lo lót chạy vậy không xong, hết đi cửa trước lại đi cửa sau, hết nhờ ông này đến bà nọ, vẫn không xong. Hồ Sinh chợt nhớ đến một người bạn học cũ có người thân quen biết với cụ Thượng, cho nên vội tìm đến nhờ vả. Sau khi nghe Hồ Sinh trình bày đầu đuôi sự tình, người bạn nói: người ta có câu cá trong lờ đỏ hoe con mắt, cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn vô. Cá trong lờ đỏ hoe con mắt, cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn vô. Anh để ý chốn quan trường coi vậy chứ mà phức tạp lắm đó. Ai đã bước vào trong chốn quan trường ấy thì đều hiểu là tung tăng như cá trong lờ, trong ra không được, ngoài ngờ là vui. Tung tăng như cá trong lờ, trong ra không được, ngoài ngờ là vui. Ê, sao bác không giữ ruộng đất lại để mà cày cấy làm ăn? Hà cớ gì lại phải lao vào chốn quỵ lụy ấy, lại phải bỏ tiền ra mà mua mấy cái lo, mấy cái khổ vào người? Thôi bác ạ, nghe tôi đi, cứ về làm ruộng làm vườn sống vậy mà vui, mà an nhàn, khỏi phải lao tâm khổ tứ bác ạ. Sau mấy lần can ngăn, khuyên nhủ đủ điều mà Hồ Sinh vẫn quyết tâm nhờ vả cho bằng được, chạy vậy. Người bạn đành giới thiệu Hồ Sinh cho một người bạn khác của mình và nói: Ê, người quen của tôi thì cũng chẳng có thế lực gì đâu. Ông ta chỉ là một nhà đạo sĩ ẩn tu ở trên núi Ba Vì. Nhưng mà vì ông ấy lại quen biết rất nhiều vị quyền cao chức trọng, có thể còn hơn cả cụ Thượng nữa, cho nên tôi nghĩ là chắc chắn ông ấy sẽ có cách giúp cho bác công thành danh toại. Thôi, được rồi, để tôi viết cho bác mấy chữ. Ông ấy sẽ vì tôi mà giúp bác hết mình, bác cứ an tâm nhé. Hồ Sinh cầm thư của bạn, vội vã cáo từ và tìm đường lên núi Ba Vì. Hỏi thăm mãi cũng đến một cái hang. Cửa vào hang có một phiến đá lớn lấp kín. Theo lời người bạn dặn, Hồ Sinh gọi to: Ôi, có phải đây là hang đạo sĩ không?
Nếu phải là hàng đạo sĩ, xin mở cửa cho vào. Ôi! Vừa gọi dứt lời, thì phiến đá chắn ngang cửa hang bỗng xoay ra, mở một lối cho Hồ Sinh bước vào. Phía bên trong rất im lặng, nhưng sáng sủa. Hồ Sinh bước vào được chừng hơn một chục bước chân, thì thấy vị đạo sĩ đang nằm trên một cái trõng, miệng nhai trầu, mắt lim dim như là đang ngủ vậy. Bên cạnh đó có một cái trõng khác. Trên cái trõng ấy có một cơi trầu chỉ còn hai miếng. Tuy có khách, mà vị đạo sĩ vẫn nằm yên trên trõng, không ngồi dậy, mà chỉ với tay cầm lấy lá thư đọc. Miệng vẫn nhóp nhép nhai trầu. Một lát sau thì nhìn trừng trừng vào mặt khách và nói: "Ta sẽ giúp cho anh được làm quan. Thế anh muốn làm quan to hay quan nhỏ? Anh muốn được như thế nào? Nói rõ ta nghe." Hồ Sinh đáp: "Dạ, tôi thì học hành cũng ít ỏi, chỉ muốn làm một chân thơ lại cũng đã mãn nguyện lắm rồi." Vị đạo sĩ cười khà khà: "Được, bây giờ anh hãy ngồi lên chiếc trống kia mà nghỉ ngơi một lát, thủng thẳng ăn một miếng trầu rồi ta sẽ liệu cho." Hồ Sinh rón rén ngồi lên trõng, lấy một miếng trầu trong cơi ra ăn. Miếng trầu rất ngon, nhưng vừa nhai dập miếng trầu thì mắt của Hồ Sinh đã nhíu lại, chẳng mấy chốc đã thiêu thiêu ngủ. Sau khi trở về nhà được mấy ngày, bỗng một hôm có một người lính lệ mang chát đến nhà, làm Hồ Sinh sợ vã mồ hôi, tưởng có chuyện gì chẳng lành xảy ra. Nhưng khi vào tới dinh cụ thượng, Hồ Sinh lại được cụ thượng đón tiếp rất niềm nở. "Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây." Sau khi cơm nước no say, cụ thượng cho biết là không phải Hồ Sinh được cất nhắc vào chân thơ lại ở huyện phủ, mà là được hẳn một chân thông biện ở dinh quan bố chính tại tỉnh nhà. Công việc cũng chẳng có gì là khó khăn và tốn kém, vì có tay trong của nhà đạo sĩ chống lưng, cho nên Hồ Sinh có cuộc sống hết sức ung dung và sung sướng. Thế là từ đó, Hồ Sinh hàng ngày chỉ việc ra vào công đường, dạ dạ bẩm bẩm, khúm núm trước mặt các quan trên là xong phận sự. Ban đầu, Hồ Sinh cũng cảm thấy nhục lắm, nhưng về sau được ra oai trước mặt bọn tổng lý và những người dân có việc cậy đến cửa quan, thì Hồ Sinh lại lấy làm hãnh diện, thấy công việc của mình thật là vinh hiển. Và lúc đầu, Hồ Sinh còn ngần ngại từ chối cả lễ lạt của những người có việc đưa lên lo lót nhờ vả. Nhưng sau quen dần thì bạo dạn và khôn ngoan hơn. Không bao lâu sau, chẳng những Hồ Sinh đã rất thành thạo trong nghề bóp nặng, mà còn học thêm được nhiều mánh khóe làm tiền những kẻ
cùng khổ chạy đến chốn cửa quyền. Không những thế, Hồ Sinh còn cao tay đến nỗi tạo ra những vụ án bất ngờ. Tạo ra những vụ án bất ngờ để cả nguyên cáo lẫn bị cáo đều phải xách tiền xách bạc sủng sẻng đến công đường để đút lót cho Hồ Sinh và các quan trên. Vì thế, trong vài ba năm, Hồ Sinh đã nắm trong tay khối tài sản kếch xù, tiền bạc của cái nhà cửa ruộng vườn bộn bề kể không xiết. Sau đó, thấy Hồ Sinh có cuộc sống xa xỉ, lão phú hộ trưởng giả giàu có nhất nhì trong hạt liền gả con gái cho Hồ Sinh. Hồ Sinh vẫn cứ tiếp tục sống trên xương máu của đồng bào mình, của những người dân nghèo khổ. Công lý bẻ cong, công lý bị bẻ cong bởi đồng tiền. Sự thật nằm ở nơi những người có tiền, có quyền, có thế. Những người dân thấp cổ bé họng, dù là rất đúng, dù là rất thật, dù là rất phải, cũng bị mang tội vì không có tiền. Cái tội của họ là tội không có tiền. Cái tội của họ là tội nghèo. Cho nên đã nghèo, không có tiền, không thân, không thế, thì có chạy đến cửa nào cũng chỉ có từ thua đến thua mà thôi. 10 năm sau, cô tiểu thư con gái phú hộ sinh cho Hồ Sinh được 4 đứa con, 2 trai 2 gái, và được cất nhắc làm một chức quan nhỏ. Một nhà phấn vua trang điểm, cuộc đời cứ thế lên hương như diều gặp gió, không ai sánh kịp. Nhưng một ngày kia, giữa lúc Hồ Sinh đang ngồi cho vợ chải đầu, thì bỗng có mấy lính lệ cầm chát đến đòi. Hồ Sinh hồ hởi đi theo, không nghi ngờ gì cả. Nhưng khi đến dinh cụ thượng, anh ta liền bị tống giam vào ngục. Một viên khâm sai đặc phái theo lệnh của nhà vua cải trang đi thanh tra và đã tìm ra được rất nhiều chứng cớ về những vụ tham lam, hối lộ, tham nhũng của bọn quan tỉnh, mà tất cả đều có liên quan đến Hồ Sinh. Thế rồi, trong khi chờ đợi ngày xử án, thì những người dân bị vu oan giá họa ngày trước đều đổ xô tới quan khâm sai để kiện cáo liên tục. Đơn kiện cứ mỗi ngày một nhiều, chất cao như núi. Ngày xử án, dân chúng kéo nhau đến xem đông hơn là trời hội. Hồ Sinh bị quan khâm sai tuyên án tử hình. Không cần đợi tâu về triều, vì quan khâm sai có quyền tiền trảm hậu tấu. Trước khi bị đưa ra pháp trường chịu tội, Hồ Sinh hồi tưởng lại tất cả những gì đã qua. Anh ta cảm thấy vô cùng ăn năn và hối hận. Anh ta cắn rứt lương tâm mình mãi. Phải chi mà ngày trước mình đừng có lên hang đạo sĩ để nhờ lão ấy chạy trọt, thì đâu đến nỗi thế này. Mình thật đáng tội, ham danh, ham chức, ham quyền, ham tiền, bóc lột dân lành, tham nhũng hối lộ. Mình đáng lẽ làm người đầu thì phải phục vụ cho nhân dân, đầy tớ của nhân dân, mà mình làm ông chủ, đầy tớ gì đâu mà đi xe hơi, ông chủ gì đâu mà đi xe đạp. Mình làm đầy tớ nhân dân mà mình ngồi mâm cao cỗ đầy,
còn ông chủ nhân dân thì khoai lang, khoai mì, khoai sọ. Mình làm đầy tớ nhân dân gì mà mình ăn nhà hàng, ngủ khách sạn 5 sao, còn ông chủ nhân dân gì mà đi ngủ hầm cầu, ăn cơm đường cháo chợ. Sao mà cuộc đời nó bất công thế. Mình cũng đâm vào cái quan trường rồi, mình cũng bất công rồi, mình cũng hư hốt như đám quan tham vậy thôi. Ngày xưa mình nghèo, mình cứ chê mấy thằng tham quan thế này thế kia. Bây giờ mình cũng giống như mấy thằng tham quan, có hơn gì nó đâu. Biết vậy, ở nhà làm vườn, sống thanh nhàn hơn. Bây giờ mới biết là mình là giàu, mấy thằng lớn nó giàu, có tiền, có quyền là như vậy. Chứ lương đâu có bao nhiêu đâu mà sao nó cứ giàu thế. Nó cho con đi du học nữa, rồi vợ nó thì sinh nhật được nó, và tặng cho vợ nó cái nhẫn cả tỷ. Tiền đâu, lương đâu có đâu, mình cũng làm quan, lương có bao nhiêu đâu. Mà lấy đâu mà dỗ mẹ vợ nó, mà nó tặng cho mẹ vợ nó qua đời rồi cái xe hơi cả 5 tỷ là sao ta? Sao cuộc đời này nó bất công thế? Thảo nào ai cũng muốn làm quan, ai cũng muốn làm lớn. Không có bằng cấp thì chạy cho có bằng cấp. Mình cũng chạy mấy cái bằng ấy chứ. Mình bằng thật mà học giả. Không phải học giả là người có tài. Học giả là học không có thật. Toàn cho mình lính đi thi dùm thôi. Nhưng mà nghĩ thì đi nghĩ lại, không có tiền thì nó cũng người ta coi khinh mình. Mà có tiền chân chính thì để đâu ra? Thôi thì cũng phải tham nhũng hối lộ thôi. Nhưng mà bây giờ mà chấm hết mình quan tham nhũng hối lộ thì còn ai làm quan nữa bây giờ đây chứ? Khổ vậy chứ. Đến khổ. Nhưng mà khổ kiểu này vẫn còn đỡ hơn là khổ vì không có tiền, khổ vì người ta bắt nạt. Sao giờ đây chứ? Đang ngập ngụa trong mớ hỗn độn của quá khứ, Hồ Sinh bỗng choàng dậy vì có một tiếng động rất dữ dội. Anh ta mở mắt nhìn lên và chợt nhận ra mình vẫn còn đang nằm trên chiếc trõng của nhà đạo sĩ, chân đạp phải cơi trầu lăn xuống nền đá, đánh choàng một tiếng rõ to, miếng trầu còn lại lăn lóc trên nền đất. Còn vị đạo sĩ miệng vẫn còn đang nhóp nhép nhai trầu, mắt vẫn lim dim. Rồi bất chợt ngồi dậy hỏi Hồi Sinh: Nào, bây giờ thì chúng ta bàn bạc một chút nha. Anh hãy cầm lấy cái thư của tôi đến nhà cụ Thượng rồi lo mà đưa tiền cho cụ ấy, để cụ ấy cho cái chức quan nha. Tiền bạc có sẵn chưa? Muốn quan nào cũng có, tiền nhiều thì quan to, tiền ít thì quan bé, không có tiền thì cứ làm dân ngu cù đen nha. Đời này mà. Nhưng lúc này Hồ Sinh không còn đủ can đảm để tính tới chuyện danh phận nữa. Anh ta vội nhả miếng trầu đang ngậm trong miệng và cáo từ vị đạo sĩ rồi ra về ngay. Thôi, cảm ơn rồi. Thôi được, cho em xin. Cảm ơn, cho em xin. Kể từ đó, Hồ Sinh trở nên một tay làm ăn chí thú trên chính
mảnh ruộng, miếng vườn của mình. Không bao giờ dám mơ tưởng danh phận chốn quan trường thêm một lần nào nữa. Đấy là cơn mộng này, đấy là cơn mê đấy. Mà có bài hát nào đó mang tên là Qua Cơn Mê, cho tôi hát một chút đừng có đánh, cắt bản quyền dùng nhé. Có người bảo là không sao thôi, cha cứ hát ngang đi tí thì nó không biết, nó không đánh bản quyền. Chứ bây giờ mà càng hát hay càng giống ca sĩ thì càng bị bản quyền. Tôi mới nói trời, hôm giờ mà tôi cứ buồn hoài, Chúa cho cái giọng nói thì được mà cái giọng hát thì nó cứ ngang. Bảo vậy, nhờ vậy mà mấy cho thấy không, điểm hẹn Chủ Nhật đó, nguyên một 52 tuần thơ tình lòng thương xót của cha đó, đâu bị cắt bản quyền đâu. Bảo sao vậy, nó đâu có nhận ra bài nào đâu, cha hát bài nào nó cũng giống bài nào, tông nào nó cũng giống tông nào, cho nên máy điện tử nó không nhận ra, không bị dính bản quyền. Có anh bạn bảo vậy mà muốn cha mà mời con lên con cứ hát ngang. Có anh kia thì bảo khó lắm cha, hát đúng thì nó dễ chứ hát sai, hát ngang nó khó lắm. Tại vì con đã hát đúng rồi, giờ mà hát sai khó. Tôi bảo tôi thì ngược lại, hát sai hát ngang thì dễ mà hát đúng cho nó khó thế không biết. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bành bông, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình rong trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, xuôi một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Hát tới đây thì mấy anh em bảo bây giờ cha hát thì được, chứ mà cách đây chừng mấy tháng năm trước mà cha hát cái này là chết chắc. Mà sao mà chết, tôi hát đúng sao chết. Còn đố cha dám hát mà cha dám làm thì sao? Chứ còn đố cha mà đi thăm từng người, thăm từng đường, vô thăm từng nhà vì đang bị Covid. À thì ra đó là cách ly, lúc đó là phong tỏa, lúc đó là thiết quân luật. Ai ở đâu ở đó, ở đó mình sẽ đi thăm từng người, thăm từng đường, vô thăm từng nhà. Cái câu này tôi thấy cũng hay. Còn tôi như cánh chim ngỡ vui bay nên bay xa, sẽ trở về ăn năn. Tôi sẽ ươm thật nhiều trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Qua cơn mê trở về ăn năn, y như là cái anh chàng Hồ Sinh. Tỉnh cơn mê, qua cơn mê, như cánh chim ngỡ vui nên bay xa. Bây giờ tỉnh cơn mê rồi, trở về ăn năn. Và làm cái câu chuyện gì? Ươm thật nhiều trái yêu thương đầy cành. Trái yêu thương đó là trái lòng thương xót. Tỏ lên mấy con, trái lòng thương xót. Vâng, ươm thật nhiều trái lòng thương xót và đem cho mọi người. Đem cho mọi người thì lúc đó ta sẽ tỉnh ngộ, tỉnh cơn mê. Cho nên một người nói rằng là cuộc đời con người chỉ là giấc mộng mà thôi, phù du mây khói, tất cả rồi cũng hóa ra hư không hết. Chỉ nhai một miếng trầu thôi mà cả một cái cuộc đời nó mau qua như vậy. Cả cuộc đời mấy chục năm chỉ là một cơn mơ, cơn mộng, một giấc mộng. Mà giấc mộng đó kéo dài bao lâu chỉ bằng một miếng trầu tan trong miệng mà thôi. À, anh hay ông cụ của ông cụ bà mà nhai trầu cấp bao lâu thì cái miếng trầu nó vừa tan 15 phút chứ nhiêu, phải không? Cho dù có gãy hết răng đi nhai bằng lợi đi nữa thì cũng có nửa tiếng đi. Ọp ọp ọp, mấy bà già tôi đến thăm, ọm bọm 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 bọm, nhai trầu rất đỏ lòm, đẹp lắm.
mà cuối cùng toàn lợi bà nhai đó, còn cái răng nào bà vẫn nhai mò. Sống trong cõi đời này, tức là ta đang sống trong một giấc mộng, và biết chắc rằng sẽ có những cơn ác mộng bất ngờ đến với ta. Vĩnh viễn không bao giờ chỉ toàn là mộng đẹp. Không phải lúc nào cũng mộng chiều xuân đâu. Không phải lúc nào cũng gió chiều thầm vương bao nhớ nhung. Người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sống mơ những ngày mong chờ, ái ân kẻo tan ngày thơ. Không phải lúc nào cuộc đời ta cũng toàn là mộng đẹp. Mà đã là mộng thì tất nhiên là không thật, là ảo ảnh mà thôi. Nhưng mà ta vẫn cứ cố đeo theo cái ảo ảnh đó, cố bám lấy cái ảo ảnh đó, và cuối cùng vẫn chỉ là chiếc bóng của thời gian. Có hiện tại thì tất có tương lai, và đương nhiên thì sẽ cũng phải có quá khứ. Ta đã từng gặp ác mộng thì ta biết sợ hãi mà bước chân ra khỏi ác mộng đó. Chính những cơn ác mộng sẽ khiến ta thức tỉnh mà rời khỏi giấc chiêm bao, và ta lại là ta, một thế thân tạm bợ của kiếp người. Quê trời không phải là ở dưới đất này. Quê hương của chúng ta, quê hương vĩnh cửu của ta là trên trời. Nơi đó ta sẽ gặp Đức Giêsu Kitô đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, và gặp anh em của ta. Tỉnh mộng đi, đừng có mê nữa. Có nhiều người sống ở trên gian này mà tưởng rằng đây là quê thật, tưởng đây là thiên đàng, cho nên là ăn chơi phung phí tiêu pha thoải mái. Một cái tiệc sinh nhật thôi mà may một cái áo không là cả 1 tỷ, một cái áo sinh nhật, và người chồng tặng một cái nhẫn là 1 triệu đô la, và một bữa tiệc phải tổ chức chuẩn bị là 1 tuần lễ với 400 người, tổ chức thành như là một cái thiên đàng. Rồi cái người ấy xuất hiện như là một công chúa trong vườn mừng sinh nhật. Chưa kể bao nhiêu hoa, bao nhiêu quà, tốn kém biết bao nhiêu tiền. Rồi một đám tang khác, hoa không cả gần 1 tỷ tiền phung điếu, tiền hoa, có mỗi bình hoa mà 50 triệu, 100 triệu. Rồi biết bao nhiêu vòng hoa ấy, rồi biết bao nhiêu hội đoàn, biết bao nhiêu các đấng các bậc đến để cúng viếng, lễ lạy, lu bù, tiệc tùng linh đình, rồi dàn hàng chào, rồi làm cổng chào, cổng hoa đủ hết. Tốn cả tiền tỷ, một cái sinh nhật rồi cũng tan thành mây khói. Một đám tang dù to lớn cỡ nào, dù các đấng bậc cao cấp nhất đến mà phung điếu lễ lạy, thì cũng còn lại hũ cho tàn. Thế người ta vẫn chưa tỉnh, vẫn cứ mơ, cứ tưởng rằng khi ta tổ chức tiệc sinh nhật như vậy, với tiền tỷ như vậy, đó là thiên đàng thực sự. Vẫn tưởng rằng khi mình làm đám tang thật to như vậy thì người chết sẽ được rỗi linh hồn. Mơ. Tỉnh đi, như Hồ Sinh, tỉnh mộng đi. Tỉnh mộng đi. Mộng có nhiều kiểu mộng, và tất cả đều nằm trong suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta đã là một giấc mộng rồi, và vẫn cứ tiếp tục bước vào mộng, vẫn mãi chìm trong u mê. Rồi cuối cùng được gì? Cuối cùng thì được gì? Con người biết mình sướng hay khổ, an nhiên hay đau đớn, không phải lúc đang mộng mới biết, mà chỉ biết được khi ta dứt cơn mộng mị của một kiếp người, có đúng không? Tỉnh ngộ rồi, vỡ mộng rồi mới biết. Còn lúc đang ở trong mộng mới có biết đâu, đâu có thật đâu mà biết. Có khi người ta tung hô mình bao nhiêu chàng pháo tay, bao nhiêu là lời khen ngợi, một cái sinh nhật, một cái tiệc cưới thật linh đình, hoành tráng tốn kém, cả thế giới đều biết đấy. Đâu có biết sự thật như thế nào. Tỉnh mộng rồi, sau cái tiệc mừng đó rồi, sau cái đám tang thật linh đình đó, đám cưới thật là hoành tráng đó, bữa tiệc thật là lớn lao đó, cuối cùng ngồi lại
mọi cái nó cũng qua đi hết. Tỉnh ngộ ra thấy thân phận con người mình là gì? Thực tế là cái gì? Con người lại lúc nào cũng tưởng mình đang gặp cơn ác mộng và tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng vẫn không biết lối nào để thoát khỏi cơn ác mộng đó và cứ tiếp tục mộng. Ước gì có một chút ánh sáng siêu nhiên mang đến cho ta và đưa ta ra khỏi nơi tăm tối ngục tù kia. Ánh sáng của lòng thương xót chiếu vào ta, ta mới thấy được. Thấy được rằng là ta đang ở trong cái ngục tù tăm tối của mình, của tham sân si, ham danh, ham lợi, ham chức, ham quyền, ham hố, toàn là ham. Và bám vào nó, mình cái đó nó không có thật. Vì cái gì có thật thì nó phải có mãi mới gọi là thật. Có đúng không? Cái hoa này, anh chị em ngắm, tôi còn ngắm cái hoa này, hoa gì? Hoa gì? Hoa thật hay hoa giả? Có người bảo, ui nhìn như hoa giả, mà nó là hoa thật. Rồi lúc nhìn hoa giả thì bảo, ý như hoa thật, thật giả, chẳng còn phân biệt nổi nữa. Tại vì đang bị mơ mà, đang bị mê mà, mê hoặc. Nhưng mà dù là lan thật hay lan giả, thì nó cũng tàn. Thật thì nó tàn sớm, giả thì nó lâu tàn, nhưng mà rồi cũng có lúc nó cũng phải mục nát thôi. Thế không ạ? Vậy thì nó có thật không? Không thật. Chỉ có lòng thương xót, tình yêu và lòng thương xót thì còn mãi. Mà Phaolô bảo là đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba bây giờ đều tồn tại, nhưng quan trọng hơn cả là đức mến, và cuối cùng chỉ còn lại là lòng mến mà thôi. Vậy thì tất cả những cái ham danh, ham lợi, ham chức, ham quyền đó, nó có tồn tại mãi với ta đâu. Vậy thì ham làm cái gì? Bám làm cái gì những cái mà nó không tồn tại với mình, nó không đi theo mình? Chứ hồi sinh chạy theo cái đó, chạy theo danh, theo lợi đó, và giá nào, dùng phương tiện nào cũng được, gọi là mục đích biện minh cho phương tiện, dùng bất cứ phương tiện nào dù là bất chính để đạt được cái mục đích của mình. Làm quan mà không có bằng thì mua bằng, học mà không học được thì cho nó học dùm mình, thuê người học dùm, lấy bằng thật mà học giả. Thế thì thưa anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con đôi khi bây giờ thiếu nhi cũng dễ bị sống trong mộng lắm, tại vì thế giới ảo hết rồi. Suốt ngày ngồi chơi game, suốt ngày ngồi vi tính, suốt ngày ngồi điện thoại, quệt, toàn là thế giới ảo. Mà bây giờ mình hầu như ta sống trong một thế giới ảo hết, không có cái gì là thật. Vậy thì hãy quay về với nguồn thật là chính Đức Giêsu Kitô, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chỉ có Ngài mới là thật. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Chỉ có tin vào Ngài và thực hành những điều Ngài dạy chúng ta, tin vào lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót của Chúa, thì ta sẽ được sống mãi với Ngài. Và đó là cái thật, sự sống đích thật, hạnh phúc đích thật, thiên đàng đích thật là ở đó. Chứ thiên đàng đích thật không phải là ở bỏ ra cả mấy tỷ đồng để làm một cái vườn rồi ta xuất hiện nó như là một công chúa hay là như một hoàng tử. Vẫn chỉ là mộng mà thôi, là ảo mà thôi, không có mãi. Thiên đàng cái gì mà có một tuần hết? Thiên đàng cái gì? Rồi chết rồi, có để thêm một tuần nữa thì cũng phải đem đi mà chôn chứ để đấy mãi à? Hết phái đoàn này, hết phái đoàn kia, xếp hàng vô phúng điếu, rồi tung hô, rồi lễ lại bái cho thật nhiều vào, hoành tráng vào, cứ để đấy mãi được không? Hay là cũng phải đem đi chôn, mà đã chôn rồi thì ai cũng giống ai thôi, có hơn gì nhau đâu. Cho nên phải biết thức tỉnh để nhìn lại, nhớ lại những giấc chiêm bao mà ta đã trải qua để tìm cho mình một lối thoát. Lối thoát về tâm tưởng, lối thoát này khiến ta cảm thấy cuộc sống đầy màu hồng, một cõi thiên đường giữa chốn hồng trần. Không có gì để hối tiếc, không có gì để vướng bận, và ta hài lòng chính giấc mộng của ta. Giấc mộng lòng thương xót.
Đây mới là giấc mộng thật. Đây mới là giấc mộng thật. Tin vào lòng thương xót của Chúa, thực hành lòng thương xót của Chúa thì được sống mãi với Chúa. Đó là giấc mộng thật. Dứt mộng là sao? Vỡ mộng là thế nào? Đó là tùy suy nghĩ của mỗi con người. Có những người cảm thấy vỡ mộng, đi theo thần tượng, tôn thờ thần tượng, vỡ mộng. Ham chức, ham quyền, ngồi lên bây giờ mới thấy vỡ mộng. Thấy người ta tung hô mình ngon lành lắm, nhưng mà cuối cùng lòng người mà nay hoan hô mai đả đảo. Lúc mình đang có chức có quyền thì người ta tung hô, nhưng mà chẳng may sa cơ thất thế thì người ta cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc đó mới vỡ mộng. Ôi lòng người, ôi thế gian. Nó là sự thật đấy chứ có gì đâu mà ôi với eo cái gì. Đó là sự thật, mà tại mình không nhận ra thôi. Tại mình lúc mình đang có tiền, đang có quyền, mình không nhận ra thôi. Chứ không phải là bây giờ tôi không ngờ. Đời này chẳng có gì là không ngờ. Nó là sự thật. Hai mặt của cuộc đời. Hai mặt của cuộc đời. Biết như vậy mới đi. Để chẳng có gì gọi là không ngờ cả. Biết chắc chắn là còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Đó là sự thật. Thế thì chạy theo cái đó để làm gì? Sao không chạy theo một đấng là đường, là sự thật, là sự sống cho ta đi, cho ta hạnh phúc đời đời đi. Tại sao không chạy theo Ngài? Cho nên thay vì vỡ mộng thì ta tỉnh mộng. Cho nên Chúa mới nói hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để khỏi vỡ mộng, để khỏi sống trong u mê tâm tối. Mà người sống trong nguy tâm tối là cứ tưởng mình đang sống trong ánh sáng. Tại vì sao? Họ chung quanh họ toàn là hào quang của tiền, của danh, của lợi thôi. Họ tưởng đang sống trong ánh sáng mà thực sự họ đang sống trong bóng tối. Đọc những bản tin ấy, thấy cái đó tôi cứ ngồi tôi thở dài. Mình em bảo sao ra là cứ lắm chuyện thế. Bảo thật đấy, giá mà bằng đó cái vòng hoa phung điếu mà mỗi vòng hoa nó biến thành một cái tại gạo thì biết quý biết chừng nào. Lạy Chúa tôi phí không chịu được. Vòng hoa 50 triệu, vòng hoa 10 triệu, vòng hoa 5 triệu biến hết cả thành bao gạo đi. Xin biến miễn phung điếu mà phung gạo đi. Đi rõ vậy đi. Và cho người dân nghèo đi, để người ta còn cầu nguyện cho người thân của mình qua đời. Còn bây giờ mình làm vậy, người ta chỉ người ta lầm bầm, người ta miệng thì người ta khen. Nhưng mà sau lưng, đồ khoe khuê trường, không biết nghĩ người khác, đúng không? Mình làm sinh nhật cũng vậy, làm đám cưới cũng vậy, làm rầm rĩ lên. Mình đang sống trong mơ mộng, người ta vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng mà sau lưng người ta cái đồ vô cảm. Bây giờ bao nhiêu người nghèo khổ, Covid, bao nhiêu người nghèo khổ thất nghiệp đây, mà không đi thiện nguyện mà làm bác ái để dành cái tiền hoa đấy, tiền quà đấy, tiền tiệc đó làm việc bác ái. Có phải tốt quý biết chừng nào không mà tại sao lại làm như thế? Đồ, thấy chưa? Cho nên, không sai lầm thì giàu, không ham muốn thì sướng, cho người thì được nhân, giúp người là được nghĩa. Tại sao mình không làm chuyện đó? Bao nhiêu năm ngoảnh đầu nhìn lại, cuộc đời người tựa giấc chiêm bao. Ước mà chi khi ta không chọn, giấc mơ nào rồi cũng hư không. Cho nên có một nhà doanh nghiệp rất nổi tiếng, có thói quen rất lạ là cứ cách một thời gian, ông lại dẫn vợ con đến Bình Hưng Hòa. Biết Bình Hưng Hòa để làm gì không mấy con? Để làm gì? Cho người sống hay cho người chết? Cho người chết. Người ta đến đó người ta làm, người ta chôn hay người ta thiêu? Thiêu. Bây giờ thiêu hết rồi, cho tàn hết rồi, không còn đất nữa để mà chôn nữa chứ đừng nói. Có người không hiểu mới hỏi rằng là tại sao ông không dẫn vợ con ông đi đến nhà hàng khách sạn mà lại cứ đến Bình Hưng Hòa rồi hỏa táng này làm gì vậy? Ông ấy nói rằng là chỉ cần đến nơi hỏa táng thì cái tâm nóng này sẽ rất mau chóng an tĩnh lại.
thấy danh lợi, tiền tài, chức tước, địa vị thật nhẹ nhàng, chẳng là gì hết. Ở nơi hỏa táng này, không kể bạn là quan to, quý tộc, quyền cao, chức trọng, uy danh hiển hách, hay là một người dân bình thường nghèo rớt mùng tơi, không ai biết đến, cuối cùng đều sẽ phải đến đây, chung một tư thế nằm xuống bất động, sau đó bị đưa vào bên trong lò hỏa táng đang bốc cháy ngùn ngụt, và khi trở ra lần nữa thì chỉ còn là một chiếc hộp vuông nho nhỏ được bọc trong tấm khăn mà thôi. Khi đến chẳng mang theo thứ gì, thì khi đi chỉ là một làn khói. Ngẫm lại đời người thật đơn giản vậy, vinh hoa phú quý rồi cũng thoáng qua theo ngày tháng, ân ái tình thù rồi cũng trở về với cát bụi. Thưa anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con thân mến, hôm nay chúng ta sống trong một thế giới đầy vật chất, dục vọng với những cám dỗ mê hoặc, quyền lực, địa vị, tiền bạc, sắc đẹp, ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao, cửa rộng, dễ làm cho con người trở nên ngông cuồng, ngạo mạn, đam mê, tư lợi, ích kỷ, hưởng thụ. Khi mà bạn cảm thấy hiện thực và ước mơ có sự chênh lệch, khi bạn cảm thấy không kiềm chế được tâm ân oán tình thù, hơn thua được mất, thủ đoạn với danh lợi, quyền thế mà mưu tính hại nhau, sao bạn không đến lò hỏa táng để nhìn ngắm thật kỹ nắm cho tàn là cái còn lại của một kiếp người? Rất có thể đó là người mà bạn vừa mới trò chuyện đầy ngưỡng mộ và say mê vào hôm trước. Lúc đó bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều với những áp lực đang đè nặng nơi tâm hồn bạn. Cái đó chỉ là phù hoa mà thôi. Chỉ có một con đường duy nhất, con đường lòng thương xót. Thank you.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ngày hôm nay mùng 8 tháng 12, thứ tư sau Chủ nhật thứ hai mùa vọng, chúng ta kết thúc năm đặc biệt Kính Thánh Giuse. Anh chị em thấy Thánh Giuse có mệt không? Mệt chứ. Thánh Giuse có vất vả không? Có chứ. Anh lập gia đình chưa? Rồi. Sao rồi? Dạ thưa cha, đuối quá cha. Cái này Noel đến nơi, Tết đến nơi rồi mà chẳng có cái gì cả. Nhà con bây giờ thất nghiệp. Hôm giờ Covid 5-6 tháng chẳng có cái gì làm mà cứ ăn dần, giờ đuối quá chà. Sao? Còn chị sao? Giêsu Maria, Chúa tôi con còn chán lắm chà. Sao? Giêsu chồng con giờ dính Covid nằm chỗ, rồi đứa con của con giờ nó cũng bị, giờ con phải chăm cả chồng cả con, mà không đi bán hàng, không đi bán rau thì không có gì ăn. Mà đi bán thì ai chăm chồng chăm con, rồi thì đi bán rồi nhỡ lây sang người ta. Có anh gọi điện cho con, anh bảo mày không được đi bán, tham đồng tiền rồi lây cho người ta, tội nghiệp những người đi chợ, người ta không biết mày dính rồi ta mua của mày rồi mày lây cho người ta. Rồi mày bảo giờ Covid thì nó chưa bị nặng, mày chờ lúc ăn nặng là mày biết, lúc đó thì có tiền mà cũng vứt đi, có cả cục vàng, cả khối vàng ấy. Biết bao nhiêu người chỉ cần một cái hơi thở thôi. Hơi thở nó quý còn hơn cả kim cương chứ đừng nói vàng. Vì không thở được là chết. Và lúc đó máy trợ thở mà không làm việc là chết. Cho nên chỉ cần hơi thở, lúc đó mình mới thấy Chúa nói, Chúa rút hơi thở đi thì không còn gì. Là khi Chúa nặn lên con người, Chúa thở hơi vào mới làm cho con người sống được. Mà bây giờ Chúa rút hơi thở, tiêu. Cho nên ta tự tử thắt cổ đó, chỉ cần mấy biết là đến phút 2 phút không có hơi thở là chết thôi. Đói không? Dạ thưa cha, hai ngày nay không có gì ăn. Chết chưa? Dạ chưa. Đúng không? Bé, con khát không? Dạ. Cháu khát sữa mấy ngày nay rồi mà nó chết chưa? Chưa. Nhưng mà tôi thấy có người gọi điện thoại, cha cầu nguyện cho mẹ con khẩn cấp. Vào chuyện gì mà khẩn cấp? Ồ, mẹ con bị dính Covid rồi. Giờ cha nói có ai họ vô chăm sóc được không? Tôi nói giờ này mà gọi ai vô chăm sóc? Mẹ chị dính Covid mà gọi ai chăm sóc bây giờ? Bảo con cũng đuối quá rồi, con chăm mẹ con cả 10 ngày nay rồi. Đuối quá. Giờ cha kiếm ai chăm sóc giùm được không? Bảo sao kiếm được? Bảo con thì cha họ tiền. Bảo chị nghĩ sao vậy? Người khỏe bình thường mà đi kiếm người chăm sóc người bệnh đã khó, dù là trả tiền cho họ. Còn đây dính Covid, chị trả cho họ bao nhiêu? Rồi đổi mạng sống của họ. Cho dù chị trả họ một ngày 500 ngàn thì chắc họ đã chịu. Vì dính Covid rồi thì 500 ngàn nghĩa lý gì? Nói bây giờ con thương mẹ con khóc bù lu bù loa. Rồi tôi cầu nguyện cho. Nay bà mẹ chị bao nhiêu? Dạ thưa cha, mẹ con 102 rồi. Ôi, sống được tên 100 tuổi đó là hiếm vô cùng rồi, tới 102 rồi mà phó thác cho Chúa thôi. Chúa để cho sống thì tạ ơn Chúa, mà Chúa cất về cũng tạ ơn Chúa chứ. Giờ bà sống mà già lão yếu đau bệnh tật gánh nặng cho con cái thì bà cũng đâu có vui. Thì bà chỉ cần Chúa cất bà về. Chúa, nhưng mà con thương mẹ con lắm, chắc phải khấn cho mẹ con được khỏe. Và tôi khấn thì tôi khấn, tôi cầu thì tôi cầu, nhưng cầu theo ý Chúa chứ không phải theo ý chị. Nhưng mà con muốn mẹ con, muốn giúp mẹ con nữa. Thì chị muốn nhưng mà Chúa không muốn thì sao? Ai cầu nguyện cũng bắt tôi phải cầu nguyện là theo ý của người đó. Xin khấn như ý. Tôi chẳng biết tôi khấn cho anh như ý được. Này, hôm nay anh xin khấn như ý vậy.
có đứa cha khấn cho con được lập gia đình, chứ con mình thế nó buồn, lập gia đình khấn như ý, và như ý nhá, vừa như ý rồi như ý, hai đứa ca đoàn rất cưới rất vui vẻ lắm. 2 năm sau có con rồi, cha ai khấn cho con mà sao vậy? Khấn cho con như ý gì? Dạ thưa cho chứ con muốn chia tay. Sao vậy? Chồng con bây giờ nó dở trứng dở nết ra rồi, nó cá độ bóng đá rồi, nó phá sản rồi, nó về nó nã tiền không có, nó đánh đập. Mà hồi đó như ý là lấy chồng, rồi bây giờ là muốn như ý là không lấy chồng là sao? Thế tôi mới cười, tôi bảo cái đứa đi chung với nó, sao con muốn lấy chồng không? Bảo thôi, con phải suy nghĩ lại. Bảo trước khi lấy chồng mày đi học võ đi, mà bảo vệ. Bảo khi cha con đã đi ăn karate rồi. Bảo con đi học từ lớp 9 là con đã học võ rồi, đã đi ăn karate rồi. Vậy thì mày lấy chồng mày dương cái bảng ra. Bảo dương cái bảng ra không nào lấy mình. Thì lấy xong rồi về dương cái bảng, đưa cái đai đen karate để ở mặt bàn ấy, cho nó sợ, nó không đánh, không đánh con nữa. Thì thưa anh chị em, cuộc sống của chúng ta bây giờ nặng nề quá phải không? Có thấy nặng nề không? Thưa cha mới mừng mừng tưởng là cái con đen ta gì, con nó tự sinh tự hủy. Bây giờ cái con ma ranh, con ma nào nó lên được căng cái gì, con gì ammonium gì đó đại khái như vậy đó. Thứ nhiều tên cũng chẳng nhớ, nó nhớ làm gì cho nó mệt, nhớ thế này cứ bám lấy mình thôi, không nhớ tên nó nữa cha. Sợ đến mức độ mà không dám nhớ tên nó nữa. Vì nó nặng, mạnh gấp 500 lần. Thưa anh chị em, cuộc sống này nó quá nặng nề. Một năm kinh Thánh Giuse để chúng ta suy niệm về cuộc đời của Thánh Giuse, đầy những vất vả, đầy những nặng nề. Cho nên là anh chị em biết rằng là có Chúa, có Đức Mẹ, có Thánh Giuse đã sống đời sống gia đình. Cho nên những cái chuân chuyên gian nan vất vả, những cái mà con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non ấy. Những cái mà đêm năm canh ngày sáu khắc, con than van, con cầu khấn Chúa đó, Đức Mẹ, Thánh Giuse đã trải qua. Ngay lúc mà lập gia đình thì đã trải qua cái khó khăn rồi. Rồi sinh con đã là khó khăn, rồi lại đem con đi sang chốn Ai Cập, rồi đưa con về, rồi sống ẩn dật ở Nazareth. Rồi 12 tuổi lại đi lạc, rồi hỏi nó trả lời chết quốc, bố mẹ không biết con phải lo việc của cha con sao. Con Thiên Chúa làm người khó hiểu quá, một cái mầu nhiệm suốt sau kỳ ấy. Mình nhận Thiên Thần báo tin Đức Maria chịu thai bởi Chúa Thánh Thần, đó là con Thiên Chúa đứng đầy quyền năng, sao chả thấy gì vậy? Về cũng phải học ăn, học nói, học gói, học mở vậy. Cho nên người ta mới ngồi tưởng tượng ra những câu chuyện thời thơ ấu của Chúa Giêsu, kể cho nó vui thôi. Ông có biết Thánh Giuse làm nghề gì không? Thợ mộc phải không? Cưa bào đóng cái bàn này. Có lần người ta đặt đóng cái bàn này, Thánh Giuse chắc cũng mệt quá, hay là bị Covid thì mắt nó cũng mờ run, nhìn chỉ số nó lại 4 cái, lại một cái chân ấy cưa quá đi, nó ra nó cập kênh. Lúc mà chủ hàng đặt hàng đến tới giờ rồi lấy đưa ra thử thì cái bàn chân thấp chân cao, chủ nó bắt đền. Giờ lấy đâu mà đền, nghèo khổ vậy được lấy công làm lời chứ còn sao mà đền. Thánh Giuse thở vắn thở dài, Chúa Giêsu bảo cái gì đó, bố ơi, khổ quá bố, nó mệt quá, mắt nhìn nó đo cái chân cao chân thấp, giờ nó bắt đền thì bố không biết sao đền. Nếu mà việc cưa đều đi hết thì cái bàn nó thấp, việc nối thì nó lại xấu, không chịu, việc bắt phải 4 cái chân nó bằng nhau, bố không biết làm sao bây giờ. Bố đừng có lo, lo chứ sợ không lo, bố cứ nghỉ đi rồi con lo cho. Lo được không mà thì bố cứ nghỉ đi rồi con tính cho. Thì biết sao được, ông ngồi hút thuốc lào khọt ngồi than vắn thở dài. Chúa Giêsu úm bà la cái là cầm cái chân ngắn kéo bằng, bố ơi xong rồi. Bảo sao rồi, con sửa xong rồi bố. Bố coi cái bàn coi, ô bốn cái chân nó bằng nhau rồi. Thưa anh chị em,
Đấy là những cái huyền thoại thôi, những cái tưởng tượng thôi, ngụy thư thôi, không có thật. Chúa không có làm như thế. Chúa làm được không? Từ không ra có, Chúa còn làm được. Từ một cái cục đất Chúa thở hơi và nó còn thành sự sống mà. Người mù được thấy, điếc được nghe, làm được hết. Nhưng mà Chúa không có làm. Chúa chấp nhận sống cái giới hạn của con người trong không gian và thời gian, giới hạn của con người trong thân xác. Khi còn trong thân xác thì chúng ta còn bị giới hạn, vì phải học, rồi phải ăn, rồi phải hoạt động, phải đủ mọi thứ để cho con người mình nó được phát triển theo quy luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt định. Những quy luật tự nhiên là do Thiên Chúa đặt định thì Thiên Chúa cũng tuân theo quy luật đó như con người ta, chỉ trừ một điều là Ngài không phạm tội mà thôi. Ngài có quên không? Có quên chứ. Có ngủ không? Có ngủ gục chứ. Có ho không? Có chứ. Có dính Covid không? Nếu hồi đó có Covid chắc Ngài cũng để Ngài dính thôi, để Ngài biết coi cái Covid là như thế nào. Để biết cái lúc có những người mà khỏi Covid thì mới nói, bà chị ruột tôi bà kể. Giờ thì không sợ nữa rồi, sao vậy? Thì biết nó là như thế nào rồi không sợ nữa. Chị thoát chết đấy. Bệnh nền là tiểu đường mà bị nặng như vậy, gần 70 rồi. Mà cộng đoàn mấy người qua đời mà chị được Chúa cứu tới giờ sống bảo, việc không sợ Covid, nó biết nó là như thế nào rồi. Nhưng mà cái sự chết thì chúng ta không biết. Không ai có kinh nghiệm về sự chết. Mà đã chết rồi thì, này, anh chết chưa? Giờ thưa cha, chưa. Anh nào anh chết anh về anh báo tôi coi anh chết như nào nhá. Chết rồi thì thôi chứ không cho về nữa. Thì thưa anh chị em, trong lúc mà mình bế tắc như thế này thì tôi nhận được nhiều phản ánh của anh chị em, nói là cảm ơn cha, phải nói là Chúa soi sáng để cha giúp chúng con có những ngày tĩnh tâm với chủ đề ánh sao cho kẻ khó nghèo. Mà chúng ta ngày hôm nay là ngày thứ 11 rồi. Ngày thứ 11 rồi. Hỏi ánh sao cho kẻ khó nghèo là sao? Ở đây ai bảo rằng mình không khó nghèo? Giơ tay. Ông vua có nghèo không? Bà hoàng hậu có khó nghèo không? Ai cũng là những kẻ khó nghèo trước mặt Thiên Chúa. Không phải là ánh sao cho kẻ khó nghèo chỉ là cho những người thấp cổ bé miệng, những người không cơm ăn áo mặc, những người hạng bần có nông, những người cày không có ruộng, những người như chúng tôi đây là những người vô sản. Không phải. Không phải như vậy là mình coi thường những người nghèo, bảo đây là ánh sao là kiểu như bố thí cho những kẻ khó nghèo. Không phải. Nói như vậy là phạm tội kiêu ngạo. Vì mình cho rằng mình là người giàu có ư? Coi chừng Chúa lật đổ người giàu có, người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những kẻ thấp hèn. Đọc lại kinh Magnificat đi. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Đức Maria nói. Đọc lại đó đi để thấy rằng là tất cả chúng ta đều là kẻ khó nghèo. Mà hơn thế nữa, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng là tất cả chúng ta đều là tội nhân. Xin anh em cầu nguyện cho tôi. Đức Thánh Cha luôn luôn nói đi nói lại như vậy. Nó là kẻ khó nghèo còn đỡ ấy, cho những kẻ tội lỗi ấy. Mình là những người không có cái gì hết, vào đời tay trắng, có phải khó nghèo không? Này, anh sinh ra anh có cái gì không? Anh chết anh có mang theo được cái gì không? Mới đêm Chủ nhật tuần trước, 5 tháng 12, nhật thứ hai mùa vọng, tôi dậy đi chuẩn bị đi làm lễ thì nhận được cái tin nhắn. Cha ơi, cầu cho bố con, ông Du Xe Đỗ Quốc Tròn đã qua đời đêm rồi. Tôi giật mình, ông này là ông trùm xưa ở giáo điểm Tin Mừng, ông khỏe lắm mà. Nói gì, sao bố con qua đời? Bố con đang đêm, mẹ con nằm xong rồi thấy bố con thở khò khò mấy cái, rên, mấy con cầm tay bố con, thấy lạnh lạnh. Rồi dậy, lắc thấy lạnh ngắt, hoảng hốt gọi mọi người đến, rồi gọi y tế đến cấp cứu, đến nó bảo đi rồi. Ủa có bệnh gì không? Hỏi anh hàng xóm bảo
hồi tối thì con ngồi uống nước trà nói chuyện với nhau mà cũng bảo là nhớ cha Long quá, mọi năm về giáo điểm tin mừng nói em ở kia làm đủ thứ, sức ông phục vụ đó cả 3 năm trời với chúng tôi rất trung thành. Mà chú cất đi cái ào quá, chưa được hưởng thọ, hưởng dương thôi, 56 tuổi. Ê thưa anh chị em, đó, mình thấy rằng là có ai dám nói rằng là mình là giàu có không, mình khỏe mạnh không? Chú cất đi nhanh vô cùng thưa anh chị em. Tôi giật mình, tôi suy nghĩ lại, ồ, nhìn cái biến cố đó, một người anh em của mình ra đi mà mình không làm gì được. Đến làm lễ cũng chẳng làm lễ được, Covid này đi đâu được đây. Thưa anh chị em, mới thấy được cái mong manh của con người mình. Và mới thấy được là đúng mình rất cần có Chúa. Rất cần. Rất cần có Chúa. Tôi ngồi quyền lực, danh vọng, chức tước, tiền của Chúa gọi. Không một giây phút nào để mà bỏ lại để chuẩn bị nữa. Đang ngủ mà không có bệnh nền, không có bị tay cao huyết áp hay gì đó, không có bị gì, khỏe, phục vụ với chúng tôi suốt bao nhiêu năm trời, kiên trì, gia đình khó nghèo nhưng mà rất trung thành với lòng thương xót Chúa. Đấy thưa anh chị em, để mình thấy được rằng là lời Chúa ngày hôm nay, Đức Chúa phán thế này: các ngươi so sánh ta với ai để ta phải ngang hàng với nó? Dám so sánh Chúa với ai để Chúa ngang hàng với nó? Thần thánh nào, bụt thần nào, không có ai có thể sánh bằng Thiên Chúa được. Vậy mà bây giờ mình lại đặt tiền bạc, quyền lực, danh vọng ngang hàng với Chúa. Rồi người ta phủ nhận Thiên Chúa. Khoa học kỹ thuật tiến bộ ngang hàng với Thiên Chúa. Đấy, thử có ai ngang hàng được với Thiên Chúa. Gặp một anh cũng trí thức, giỏi về khoa học kỹ thuật, đến sửa cho cái máy vi tính. Anh nói: khoa học kỹ thuật tiến bộ lắm cha. Máy cha chừng sang năm là lại phải update, chứ không có là nó lỗi thời đấy. Bảo này tôi mới sắm ngoái còn tốt lắm mấy anh, mới đó. Bảo đó cho thấy nó trùng trặc à. Bảo bảo đảm gì đâu, không có cái gì hết. Ngay cả cái người mà chế ra thuốc ngừa vaccine bảo là phải sắm năm 2023 thì mới chống được cái con virus mới xuất hiện này. Bảo như vậy thì mình cứ đuổi theo nó. Bảo chứ sao cha, mình cứ đuổi theo nó chứ có chặn được nó đâu. Nó chạy trước mình đuổi theo, ê, cho em theo với. Con người mình giới hạn là như vậy. Vậy mà cứ bảo rằng khoa học kỹ thuật tiến bộ có thể trị được nó. Trị được không cha? Con thấy không được. Vậy thì theo anh sao? Con thấy đúng như cha nói. Chỉ có quyền năng lòng thương xót Chúa thôi. Không ai có thể đặt ngang hàng được với Thiên Chúa. Dù có bác sĩ, dù có học khoa học kỹ thuật tiến bộ cỡ nào đi chăng nữa. Hãy đưa mắt nhìn lên cao. Ai đã sáng tạo những vật đó? Nhìn ý. Ai sáng tạo nên mặt trời, mặt trăng, vũ trụ này, biển khơi này, đấng tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú, người gọi đích danh từng ngôi một, khiến không thiếu vắng một ngôi nào. Chú dựng nên toàn bộ tinh tú này, mà khoa học kỹ thuật tiến bộ ngày hôm nay phát hiện được những cái gì? Được mặt trời, được cái gì nữa? Mà trong đó là mặt trời chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn những tinh tú khác. Mà Thiên Chúa sáng tạo nên và ngày gọi tên từng ngôi một và không sót một ai, không sót một ngôi nào. Thì Chúa cũng không để sót tên bất cứ một ai. Này, anh bạn, anh tên gì? Trung, bạn kia, Phục, bạn này, Tuấn, chị này, chị Hồng Anh, anh kia, anh Thắng, kia, chị Loan, rồi chị kia là chị gì? Dạ con là Mai. Chị này chị gì? Chị Hương. Này chị, chị Phương, vân vân. Tôi thì tôi không nhớ được hết, nhưng mà Chúa nhớ. Và Giê-xu cha nhớ nhỉ? Và tôi nhớ được mớ thôi, nhớ đâu được hết. Mà Chúa nhớ hết. Bao nhiêu tỷ con người, Chúa dựng nên từng người một, chứ không phải là dựng nên một loạt như là robot.
không có đâu. Cho nên hỡi Jacob, sao ngươi nói, hỡi Israel, sao ngươi bảo đường tôi đi Đức Chúa không nhìn thấy, quyền lợi của tôi Thiên Chúa chẳng đối hoài, ngươi chẳng biết chẳng nghe gì sao? Có nhiều lúc chúng ta cũng trách Chúa như vậy, đúng không? Anh nhiều lúc anh than Chúa chẳng bênh vực quyền lợi của con, đường con đi Chúa có biết gì đâu, chắc Chúa cũng dựng nên con giống như là chung chung vậy thôi. Giống như người ta chế ra cái máy sản xuất hàng loạt thôi. Ngày xưa làm cái bánh thì làm từng cái một, còn bây giờ là dập khuôn, pục 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 pục. Ngày xưa chúng tôi làm bánh trung thu là ngồi làm từng cái một, hay là tráng bánh cuốn, tráng từng cái một. Còn bây giờ là cái những dập khuôn hết pục 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 pục. Chúa không, vẫn từng đứa một, từng cái một. Đức Chúa Thiên Chúa vĩnh cửu là đấng sáng tạo toàn cõi đất. Nghe. Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn. Chúa dựng nên người Chúa có mệt không? Không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn. Trí thông minh của người khôn dò thấu. Con người mới đặt lên chân lên mặt trăng mà đã tưởng là mình đã đến thiên đàng. Ngon chạy lên mặt trời đi. Tan chảy ra. Có lên được mặt trời cũng còn bao nhiêu thứ khác. Cho nên trí thông minh của người khôn dò thấu, người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi. Nghe cho rõ. Nghe cho rõ. Những ai đang mệt mỏi, đang chán trường vì cuộc sống của mình, đời tu cũng chán mà không tu cũng chán mà đời sống độc thân cũng chán, thì nghe, người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực người làm cho nên cường tráng. Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực người làm cho nên cường tráng. Thanh niên thì mệt mỏi nhọc nhằn, trai tráng cũng ngả nghiêng lảo đảo. Đó, thanh niên trai tráng tưởng mình ngon lắm, ngả nghiêng lảo đảo hết. Trước Covid, trước những cái khó khăn thử thách, tưởng ngon lắm. Nhưng những người cậy trong Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng họ tung cánh, họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân. Những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, đi mãi không chùn chân, chạy hoài mà không mỏi mệt. Tôi thấy nếu không có quyền năng lòng thương xót Chúa nâng đỡ, giờ này, tuổi này, hoàn cảnh này, làm sao làm được như thế này nữa. Chắc chắn là nghỉ hưu, chắc chắn là nghỉ ngơi, chắc chắn là nghỉ để mà dưỡng sức, tội tình gì mà vất vả. Mà càng làm thì càng thấy khỏe, càng đi vào con đường lòng thương xót Chúa thì càng hay. Mà càng gặp khó khăn thử thách thì lại là cái động cơ thúc đẩy mình vượt qua, không ngại khó, không ngại khổ. Con đường lòng thương xót Chúa, chúng tôi đang cố gắng, máy hết rồi, 30.000 máy từ đầu năm giờ hết, bây giờ ráng làm 10.000 máy nữa để kết thúc Noel và Tết, chuẩn bị sang năm mới. Quà Tết bây giờ phải lo 10.000 cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót. Vì sao thưa anh chị em? Những người nó mệt mỏi, nó rã rời, nó chán trường, nghe xong thêm sức mạnh, nghe xong được nâng đỡ, nghe xong được an ủi. Những người ngoại đạo, những người nhiễm Covid, nhờ đây, nhờ những bài giảng lòng Chúa thương xót, nhờ lời của Chúa, nhờ tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót Chúa mà họ được mạnh sức, họ được như lời Chúa hứa. Chúa không hứa là cất đi gánh nặng, không có, nhưng mà Chúa bảo ai vất vả gánh nặng thì hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Nghỉ ngơi bồi dưỡng để làm gì? Để nghỉ luôn à? Ông nội vừa lười vừa vừa chứ vừa mới nghỉ ngơi bồi dưỡng và coi như nghỉ luôn. Nghỉ ngơi bồi dưỡng để làm gì? Tiếp tục lên đường. Chúa ngã xuống đất lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, vẫn tiếp tục vác thanh giá lên đỉnh đồi Can về. Nha. Vậy thì nghỉ ngơi bồi dưỡng để lấy sức,
chúng ta vẫn thấy có những trại hè nghỉ ngơi rồi bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng tay nghề, bồi dưỡng sáng tạo, sáng tác gì đủ thứ. Đó là điều mà chúng tôi mơ ước. Có một ốc đảo lòng thương xót Chúa để người ta đến với lòng thương xót Chúa. Người ta nghỉ ngơi bồi dưỡng cả về thể xác lẫn tinh thần, nhất là tinh thần. Một nơi yên tĩnh, một nơi rộng mát thoáng mà bình dân. Có người đưa tôi cái mô hình những trung tâm, những tượng đài rất lớn, nhất Đông Nam Á, nhất Á Châu. Tôi cười, tôi nói nếu làm được như vậy thì quá tốt đi. Nhưng mà đó không phải là điều mà tôi mơ ước. Nhỏ bé thôi, mơ ước một ốc đảo lòng thương xót Chúa, nhỏ bé trong trái tim Chúa. Đất thì rộng nhưng không có những tòa nhà, không có những đền đài lộng lẫy uy nghi cao vút lên để nhất Á Châu hay nhất Đông Nam Á. Không có cái gì nhất hết. Trong lòng thương xót Chúa là nhất rồi. Rồi cho chơi khôn chứ sao, mình nghèo thì mình phải chơi khôn chứ. Chạy đâu, chạy ngay vào lòng thương xót Chúa là nhất rồi, chứ còn chạy viền đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Chạy vào lòng thương xót Chúa đi, để nghỉ ngơi bồi dưỡng một cái nơi để người ta đến ta cầu nguyện, người ta nghỉ ngơi bồi dưỡng về thể xác, về tâm linh. Như anh chị em ở nước ngoài bảo qua giờ xong cha, tôi còn nhớ đăng ký được, trong nhà ta còn nhiều chỗ ở. Chúa nói mà lo gì. Bảo bao giờ như thế nào, hỏi Chúa sao hỏi tôi. Đó là công trình của Chúa mà, đâu phải công trình của con người đâu. Đặt hết tất cả vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Anh chị em mình tha thiết cầu nguyện như những người ngoại đạo nói, cha có một nơi để chúng con tìm đến mà nghỉ ngơi, tìm đến mà bồi dưỡng thể xác tâm hồn, tìm đến để cầu nguyện và xin Chúa chữa lành. Anh em hãy mang lễ ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Học nơi Chúa bài học hiền lành và khiêm nhường, và tâm hồn sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chỗ nghỉ ngơi. Hãy tìm đến với lòng thương xót Chúa đi. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Hãy đến với lòng thương xót Chúa đi, thưa anh chị em. Hãy những ai vất vả, gánh nặng về vật chất, về tinh thần, về gia đình, về vợ con, về chồng con, công ăn việc làm, đến với lòng thương xót Chúa đi. Hỡi những người đang tận hiến cho Chúa, gặp những khó khăn thử thách trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống dân hiến, với bề trên, với anh chị em, với những người mà mình phục vụ, những khó khăn thử thách. Chúa nói đừng tìm nương tựa nơi người thế gian, đừng tìm an ủi nơi người đời, đừng cậy dựa vào quyền lực thế gian, mà hãy đến với ta, đến với lòng thương xót của ta. Ta nâng đỡ, bổ dưỡng và chữa lành. Cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nạm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Hôm ấy, ngày 25 tháng 3 năm 1858, ngày lễ truyền tin, cô Bernadetta thức dậy thật sớm. Cô cảm thấy có một sức mạnh thúc đẩy cô ra hang đá Lộ Đức ở bên Pháp. Cha mẹ cô không muốn cho cô đi.
nhưng biết rằng con của mình đang bị một sức mạnh thúc đẩy như là không chống lại được. Từ 5 giờ sáng, cô đã lên đường đi ra hàng đá. Lần này, cô nhất quyết phải hỏi cho bằng được tên của bà lạ. Bà lạ đã hiện ra với cô, nhưng chưa xưng tên bà ấy là ai. Mấy lần trước, bà chỉ mỉm cười, đem bút mực ra xin bà viết tên, bà cũng chỉ mỉm cười. Nhưng lần này, cô có một sứ mạng quan trọng, là cha Sở ra lệnh cho cô phải hỏi cho biết coi bà là ai. Sau khi lần hạt, bà lạ tiến ra gần cửa hang. Bernadetta sung sướng và lấy hết can đảm nói lên câu mà cô đã dọn sẵn bằng thổ ngữ. Thưa bà, xin bà làm ơn nói cho con biết bà là ai. Bà lạ chỉ mỉm cười. Bernadetta hỏi lại lần thứ hai, lần thứ ba, bà vẫn mỉm cười. Nhưng lần này cô cương quyết phải hỏi cho kỳ được, vì đó là yêu cầu, đó là điều kiện của cha Sở nếu bà muốn xây một ngôi nhà thờ ở đây như bà yêu cầu, thì bà phải nói cho biết bà là ai, thì cha Sở mới đáp ứng yêu cầu đó. Sau lần hỏi thứ tư, bà lạ không cười nữa. Bà mở hai tay ra, chỉ xuống đất. Rồi bà chắp tay lại ngang ngực, ngước mắt lên trời và nói: ta là đấng chẳng hề mắc tội tổ tông truyền. Rồi bà biến đi trong vùng ánh sáng. Mặt Benedetta trở lại vẻ hồng hào vui tươi. Cô chạy ngay về nhà sứ, vừa chạy vừa lẩm nhẩm trong miệng, kẻo sợ quên mất lời bà lạ vừa nói. Cô vừa đi vừa lặp lại bằng tiếng thổ ngữ, nghĩa là ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Cô hơi líu líu với hai chữ cuối cùng. Vừa vào nhà cha Sở, cô thốt ra ngay bằng tiếng thổ ngữ: ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Cha Sở giật mình như muốn ngã. Ngài biết rằng Benedetta không thể tự mình nghĩ ra được, bày ra được. Cha như là bị một ánh sáng làm hoa mắt. Nhưng rồi Ngài trấn tĩnh lại, lấy lại vẻ nghiêm khắc thường có và nói với cô bé: một bà không thể mang tên đó được. Chắc con lầm rồi. Con có hiểu câu đó không? Benedetta nhẹ lắc đầu. Nếu cô không hiểu, sao cô lại nói? Vì bà nói với con, rồi con lặp đi lặp lại suốt đường về để khỏi quên, để khỏi sai. Con lặp đi lặp lại như vậy. Cha Sở cảm động, cố nén dòng lệ như muốn trào ra. Benedetta đứng im lặng, rồi lẩm bẩm như là một lời van xin: thưa cha, bà ấy vẫn muốn cha xây một ngôi nhà thờ. Cha Sở vận dụng tất cả uy quyền như để bảo tồn danh dự. Con đi về đi, ta sẽ gặp con lại lần khác. Benedetta không hiểu vì sao cha Sở có vẻ phật ý. Cô tự hỏi câu ấy có nghĩa là gì. Ngày lễ mùng 8 tháng Chạp, chắc cô đã nghe giảng những bài giảng bằng pháp ngữ mà là cô lại mù tịt bằng tiếng Pháp. Cô chỉ có biết thổ ngữ thôi. Giống như người dân tộc thì không biết tiếng Việt mà chỉ biết tiếng Cờ Ho hay là tiếng Mà Nông thôi. Về đến nhà, cô mới được ông Estras giải thích. Thì ra, bà lạ đã nói tên của bà.
tiếng thổ âm miền Pyrenees, mà dịch sang đó là ta là đấng chẳng hề mắc tội tổ tông truyền, vô nhiễm nguyên tội. Thưa anh chị em và các bạn, đó là tín điều mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã công bố ngày 8 tháng 12 năm 1854. Ta công bố rằng Đức Trinh Nữ Maria đã được gìn giữ khỏi mọi tỷ ố của tội tổ tông truyền ngay từ giây phút đầu tiên khi mới tượng thai. Đây là lần hiện ra thứ 16. Thưa anh chị em và các bạn, cho đến thế kỷ thứ 12, những vị thánh như là Alberto Cả, Bonaventura, Thomas d'Aquin cũng cho rằng vì Đức Maria thừa kế di nghiệp Adam nên vướng mắc nguyên tội, nhưng mẹ được thánh hóa ngay từ trong thai mẫu. Tuy vậy, vấn đề vẫn còn gây tranh cãi cho đến thế kỷ thứ 13. Một thần học gia lỗi lạc dòng Francisco là Duns Scot năm 1308 đã nghĩ ra một lối giải thích độc đáo bênh vực Đức Maria đã được sung mãn ân sủng ngay từ giây phút đầu tiên cuộc đời. Tác giả minh chứng đặc ân vô nhiễm tuyệt đối gìn giữ Đức Maria khỏi mọi tội lỗi, kể cả nguyên tội, không hề đi chạch ra ngoài trật tự ơn cứu chuộc, mà còn là thành quả vinh quang nhất trong công trình cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Đến thời công đồng học tại thành Ban là bên Thụy Sĩ năm 1439 cũng đồng ý về vấn đề Đức Maria vô nhiễm. Và mãi tới thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 mới công bố ý tưởng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội thành tín điều vào ngày 8 tháng 12 năm 1854. Ta tuyên xưng, công bố và xác quyết rằng tín điều này đã được Thiên Chúa mặc khải, và vì thế phải được mọi tín hữu tin nhận cách chắc chắn, không được rút lại. Cụ thể, tín điều này xác quyết rằng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria ngay từ giây phút đầu tiên được tượng thai, nhờ ân ban và đặc sủng vô song Thiên Chúa toàn năng ban cho, và nhờ công trạng của Đức Giêsu Kitô đã được gìn giữ khỏi mọi vương vấn nguyên tội. Thưa anh chị em và các bạn, mọi tạo vật đều được tạo thành bởi Thiên Chúa, và Đức Maria cũng không phải là ngoại lệ. Cũng như mọi người chúng ta, mẹ cũng được tạo dựng để nên tinh tuyền thánh thiện và ca tụng, vinh danh Thiên Chúa, cùng trở nên thánh thiện tinh tuyền. Bởi đâu mẹ ca tụng và vinh danh Chúa Cha bằng cách trở nên dụng cụ cho đấng cứu chuộc, nơi mà Ngài có thể trở nên con người, nơi không vướng mắc tội nguyên thủy. Làm sao ta có thể nghĩ tới những điều Đức Maria đã làm để xứng đáng đón nhận ưu quyền không vướng mắc tội nguyên tổ? Dù cố gắng suy nghĩ tới đâu, chúng ta cũng luôn đi đến kết luận rằng đây là một sự tự do tuyệt đối, đặc ân siêu việt của Thiên Chúa cao cả. Một đặc ân mẹ không chiếm được nhưng được Chúa ban cho. Đó là một đặc ân Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ. Thưa anh chị em và các bạn, trong ngày hôm nay, chúng ta vinh danh trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria, cũng là dịp nhắc nhở chúng ta rằng điều rất tương tự đã tránh cho mẹ khỏi mắc nguyên tội. Những công đức nhờ sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu cũng đã mang đến cho chúng ta nhờ phép thánh tẩy. Khi chịu phép thánh tẩy, chúng ta được rửa sạch mọi vết nhơ tội lỗi và cửa thiên đàng đã mở ra cho chúng ta. Chúa Thánh Thần rợp bóng trên ta và Chúa Giêsu đến sống trong trái tim chúng ta. Chúng ta trở nên xứng đáng vị trí tin yêu Thiên Chúa giống như Đức Maria đã làm.
tất cả mọi người chúng ta một cách nào đó cũng có thể có được một trái tim tinh khiết. Dĩ nhiên, điều này không phải là đương nhiên. Một vị trí như mẹ Maria phải được tôi luyện trong ta qua thời gian. Khi ta biết thống hối và tự đặt mình vào việc phụng sự Thiên Chúa, mỗi ngày ta cần nuôi dưỡng để gặp gỡ Chúa Giêsu trong các bí tích và trong cầu nguyện. Mỗi ngày ta cần tăng thêm nỗ lực gặp gỡ Chúa Giêsu trong những người nghèo khó và những người cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta cần cố gắng dẹp bỏ những ý tưởng và khuynh hướng tội lỗi. Ta cần có trái tim hướng về sự vâng phục Thiên Chúa và nhắm tới kế hoạch cứu độ của Ngài. Càng bước theo con đường Chúa Giêsu chỉ dẫn, ta càng trở nên thân mật với Ngài giống như mẹ Maria vậy. Đừng quên những gì mang đến cho chúng ta khi đã chịu phép thanh tẩy. Đừng quên sức mạnh Thiên Chúa ở trong ta. Một trái tim trong sạch như trái tim Đức Maria cần giữ bền chặt. Khi chúng ta muốn và theo đuổi sự tinh tuyền này, Thiên Chúa Cha sẽ hoàn thiện trong ta. Anh chị em sẽ hỏi, vậy thì làm sao giữ được tâm hồn trong sạch? Con đã được lãnh nhận bí tích rửa tội, con đã được rửa sạch tội lỗi rồi. Để làm sao giữ được tâm hồn trong sạch đấy? Nếu ta hiểu được tội lỗi là gì, thì ta hiểu ngay được cách gìn giữ tâm hồn trong sạch, không vướng mắc tội lỗi. Tội lỗi, thưa anh chị em và các bạn, là một cái gì đi ngược lại bản chất của Thiên Chúa. Mà bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Thứ nhất Gioan chương 4 câu 7 đến câu 8, Thiên Chúa là tình yêu. Do đó, khi nào chúng ta có tình yêu Thiên Chúa trong tâm hồn, nghĩa là ta thật sự yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, và sẵn sàng hành động theo sự đòi hỏi của tình yêu ấy, mà thể hiện của tình yêu đó là lòng thương xót. Khi ta có lòng thương xót với anh chị em của mình, khi ta đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và thể hiện lòng thương xót đó nơi anh chị em của mình, thì tâm hồn ta được kể là trong sạch trước mặt Thiên Chúa. Ngược lại, nếu ta không có tình yêu, ta không đón nhận lòng thương xót của Chúa và cũng chẳng thể hiện lòng thương xót với anh chị em của mình, ta ích kỷ, ta đặt cái tôi của mình lên trên hết, thì tâm hồn ta đã có khuynh hướng tội lỗi và lúc nào cũng sẵn sàng để làm điều tội lỗi. Hễ có tình yêu đích thực, nghĩa là yêu Thiên Chúa và tha nhân, thì hành động nào do tình yêu thúc đẩy cũng đẹp lòng Thiên Chúa, nhất là có lòng thương xót. Vì thế, Thánh Augustine mới nói rằng là cứ yêu đi đã rồi, muốn làm gì thì làm. Tâm hồn của Đức Maria luôn luôn trong sạch vì mẹ luôn luôn yêu mến Thiên Chúa và dành trọn tình yêu cho Thiên Chúa. Người yêu Chúa thật lòng thì mẹ cũng như mẹ không thể phạm tội được. Vậy để giữ tâm hồn mình trong sạch, không gì tích cực và bảo đảm bằng việc củng cố tình yêu của mình đối với Thiên Chúa và với tha nhân. Và đã là tình yêu đích thực thì nó luôn luôn tự biểu lộ bằng hành động. Không phải yêu bằng đầu môi chót lưỡi như Gioan nói, hay yêu bằng trái tim và bằng việc làm. Cho nên thưa anh chị em, mỗi người chúng ta là tông đồ của lòng thương xót Chúa, là những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa như mẹ Maria đã ca ngợi. Lòng thương xót Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ người. Mẹ đón nhận lòng thương xót Chúa và mẹ thể hiện lòng thương xót Chúa với tha nhân. Mỗi người mừng lễ mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin mẹ cho mỗi người anh chị em chúng ta, như là những người mừng bổn mạng ngày hôm nay, được như mẹ khiêm tốn mở lòng ra
đón nhận lòng thương xót của Chúa. Ơn Chúa tràn trề trên mẹ vì mẹ khiêm tốn. Tôi là nữ tỳ của Chúa. Xin hãy làm những gì Chúa muốn nơi tôi. Mỗi người hãy đến với lòng thương xót Chúa và khiêm tốn mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa. Và như mẹ Maria đón đã đem Chúa đến với bà Isabel, sau khi đã đón nhận lòng thương xót của Chúa với đáp tiếng xin vâng, thì anh chị em mình cũng hãy đem lòng thương xót ấy đến với những người khác bằng việc thực hành lòng thương xót. Và khi chị em mình thực hành lòng thương xót chính là làm chứng cho lòng thương xót, đó là loan báo cho mọi người những điều kỳ diệu Chúa làm cho tôi. Chúa đã thương xót tôi, Chúa cũng thương xót anh chị em. Chúa đã thương xót tôi cho nên tôi cũng tỏ lòng thương xót ấy bằng tấm lòng của tôi đối với anh chị em, như là ánh sao cho kẻ khó nhọc. Ước mong mùa vọng này ta đang mừng lễ mẹ vô nhiễm, như mẹ đã đón nhận lòng thương xót của Chúa, ta cũng đón nhận lòng thương xót và thể hiện lòng thương xót ấy nơi những người sống chung quanh ta. Ta đã được ánh sao lòng thương xót chiếu rọi vào ta, ta hãy đem ánh sao ấy đến cho người khác, và cũng là ánh sao cho người khác thấy được lòng thương xót qua tâm lòng biết xót thương, biết chia sẻ với anh chị em khó nghèo sống chung quanh ta. Số 677, ngày 15 tháng 8 1936, trong thánh lễ do cha Andras cử hành một lúc trước giờ tôn vinh thánh thể, sự hiện diện của Chúa đã tràn ngập linh hồn tôi và lôi kéo tôi đến gần bàn thờ. Sau đó tôi nhìn thấy mẹ Thiên Chúa và Chúa Giêsu hài nhi. Chúa hài nhi đang trên tay mẹ. Một lúc sau, Chúa hài nhi Giêsu chạy đến giữa bàn thờ một cách vui mừng. Và mẹ Thiên Chúa nói với tôi: "Con hãy xem, mẹ giao phó Chúa Giêsu vào tay ngài một cách bảo đảm dường nào. Con cũng hãy giao phó linh hồn cho ngài và trở nên một trẻ thơ với ngài như vậy." Sau những lời này, linh hồn tôi tràn ngập một niềm tín thác lạ thường. Mẹ Thiên Chúa trong trang phục trắng, tinh sạch diệu kỳ, trong suốt. Trên vai mẹ là một chiếc áo choàng màu thiên thanh trong ngần, tức là màu xanh dương rất dịu. Mẹ để đầu trần, tóc xõa xuống. Mẹ thật tuyệt vời và xinh đẹp vô cùng. Mẹ đang nhìn linh mục với vẻ trìu mến. Nhưng một lúc sau, linh mục bẻ Chúa hài đồng xinh đẹp ra và dòng máu tươi chảy trào xuống. Linh mục cúi mình và rước lấy Chúa Giêsu sống động vào lòng. "Cha ăn Chúa sao? Tôi không biết việc này xảy ra thế nào. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con không thể nào bắt chước Chúa được. Vì chỉ trong một phút giây mà Chúa đã trở nên không sao hiểu nổi đối với con." Số 678, điều thiết yếu của các nhân đức là thánh ý Chúa. Ai thực thi thánh ý Chúa một cách trung thành là người thi hành tất cả các nhân đức. Trong mọi biến cố và hoàn cảnh cuộc sống, tôi tôn thờ và chúc tụng thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa là đối tượng lòng tôi yêu mến. Trong nơi sâu thẳm kín nhiệm của linh hồn, tôi sống theo thánh ý người. Tôi hành động ra bên ngoài theo những gì trong lòng tôi nhận được là thánh ý Chúa. Đối với tôi, cực hình và đau khổ, bách hại và chống đối muôn hình vạn trạng do thánh ý Chúa gửi đến còn ngọt ngào hơn sự rạng danh, lời khen ngợi và trọng kính do ý riêng tôi. Số 679, lạy Chúa Giêsu,
con xin tạm biệt Chúa. Hồi chuông đang gọi con đi ngủ. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa thấy con đang chết dần mòn vì khao khát cứu các linh hồn. Đấng yêu dấu của con ơi, xin tạm biệt Chúa. Con vui mừng vì đã tiến gần đến cõi đời đời thêm một ngày nữa. Và nếu sáng mai Chúa cho con thức dậy, con sẽ khởi đầu bằng một khúc tân ca tán tụng Chúa. Số 680, ngày 13 tháng 7. Trong giờ nguyện gẫm hôm nay, tôi chợt hiểu rằng tôi không nên nói ra những kinh nghiệm nội tâm của bản thân. Nhưng tôi sẽ không giấu điều gì với cha linh hướng, và tôi sẽ đặc biệt xin Chúa soi sáng cho Ngài. Tôi coi những lời cha dạy tôi còn quan trọng hơn tất cả những ánh sáng nội tâm của tôi hợp lại. Số 681. Giữa những cực hình bi thương nhất, tôi dán mắt linh hồn nhìn lên Chúa Giêsu tử giá. Tôi không trông mong sự trợ giúp của người đời, nhưng đặt trót niềm tín thác của tôi nơi Chúa. Nơi lòng thương xót vô biên của Người là tất cả sự cậy trông của tôi. Số 682. Càng cảm thấy Thiên Chúa biến đổi tôi càng ước ao được dìm mình trong thinh lặng. Tình yêu Thiên Chúa đang hoạt động trong những nơi sâu thẳm linh hồn tôi. Tôi thấy sứ mạng Thiên Chúa ủy thác cho tôi đang được khởi đầu. Số 683. Một lần kia, khi đang tha thiết cầu nguyện với các cha thánh dòng tên, tôi bỗng nhìn thấy Thiên Thần bản mệnh. Ngài dẫn tôi đến trước ngai tòa Thiên Chúa. Tôi băng qua rất đông các thánh và nhận ra nhiều đấng tôi đã được biết qua hình ảnh các ngài. Tôi liền thấy nhiều tu sĩ dòng tên. Các đấng hỏi tôi thuộc dòng nào. Khi tôi thưa lại, các đấng ấy lại hỏi: ai là linh hướng của con? Tôi trả lời đó là cha à. Đang khi các thánh còn muốn nói thêm, Thiên Thần bản mệnh đã ra dấu bảo tôi im lặng và dẫn tôi đến trước ngai tòa Thiên Chúa. Tôi nhìn thấy một vầng sáng vĩ đại không thể đếm được, và tôi cũng nhìn thấy một nơi dành sẵn cho tôi gần bên Thiên Chúa. Nhưng chỗ ấy thế nào tôi không biết được, vì có một đám mây phủ kín. Tuy nhiên Thiên Thần bản mệnh nói với tôi: đây là tòa của chị đấy, vì chị trung thành trong việc chu toàn thánh ý Người. Số 684. Giờ thánh ngày thứ năm. Trong giờ cầu nguyện ấy, Chúa Giêsu cho tôi được vào phòng tiệc ly và chứng kiến những gì đã xảy ra tại đó. Tuy nhiên, cảm động nhất là lúc trước giờ truyền phép, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nhập thần vào cuộc đàm thoại huyền nhiệm với Thiên Chúa Cha. Chỉ trong cuộc đời đời, chúng ta mới thực sự hiểu được giây phút ấy. Đôi mắt Chúa như hai ngọn lửa, thánh nhan rạng rỡ, trắng ngời như tuyết, toàn thể thần thái Chúa đầy vẻ uy nghi, linh hồn Người chứa chan niềm khao khát. Đến giờ truyền phép, tình yêu đạt đến chỗ sung mãn, hiến tế đã hoàn toàn nên chọn. Giờ đây chỉ còn nghi thức cuộc tử nạn, sự tự hủy bên ngoài sẽ được thực hiện mà thôi. Điều chính yếu của cuộc hiến tế là ở trong phòng tiệc ly. Suốt đời tôi chưa từng bao giờ hiểu được mầu nhiệm này sâu xa như trong giờ chầu hôm ấy. Ôi,
tôi tha thiết ước mong cho cả thế giới cũng được hiểu biết mầu nhiệm khôn thấu này. Số 685, 6 giờ thánh. Khi trở về phòng riêng, tôi chợt biết Thiên Chúa bị xúc phạm nặng nề vì một người rất gần gũi với tâm hồn tôi. Khi thấy như vậy, linh hồn tôi bị xuyên thấu đau đớn. Tôi sấp mình xuống đất trước mặt Chúa, nài xin lòng thương xót của người. Trong 2 giờ đồng hồ, với nước mắt, kinh nguyện và đánh mình, tôi đã ngăn được tội lỗi ấy và biết lòng thương xót Chúa đã âu yếm linh hồn đáng thương kia. Ôi, cái giá phải trả chỉ vì một tội. Số 686, tháng 9, thứ 6 đầu tháng. Vào buổi tối, tôi nhìn thấy mẹ Thiên Chúa. Tâm hồn mẹ bị một lưỡi gươm thâu qua. Mẹ đang khóc nức nở và bao che cho chúng ta khỏi hình phạt kinh khủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn giáng hình phạt khủng khiếp nhưng chưa thể làm được vì mẹ người đang bảo bọc cho chúng ta. Nỗi sợ hãi kinh hoàng chụp lấy hồn tôi. Tôi không ngớt lời cầu nguyện cho Ba Lan, cho Ba Lan dấu yêu của tôi, vì đã không biết ơn mẹ Thiên Chúa cho đủ. Nếu không nhờ mẹ Thiên Chúa, tất cả cố gắng của chúng ta cũng chẳng ích lợi bao nhiêu. Tôi gia tăng những kinh nguyện và hy sinh cho quê hương yêu dấu của chúng tôi. Nhưng thấy rằng tôi chỉ là một giọt nước sánh với một chiều sóng dữ dữ. Làm thế nào một giọt nước có thể chặn đứng được một con sóng? À, được rồi. Một giọt nước tự nó không là gì, nhưng với Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con sẽ hiên ngang đứng lên trước cơn sóng dữ. Con sẽ hiên ngang đứng lên trước cơn sóng dữ và cả toàn thể hỏa ngục. Quyền toàn năng của Chúa có thể làm được mọi sự. Số 687. Một lần kia, tôi từ trên nhà xuống bếp và được nghe những lời sau đây trong linh hồn. Con hãy đọc không ngừng chuỗi kinh mà cha đã dạy cho con. Bất cứ ai đọc chuỗi kinh này sẽ nhận được lòng thương xót bao la trong giờ lâm tử. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi kinh ấy cho các tội nhân như một niềm trông cậy sau cùng cho ơn cứu rỗi. Một tội nhân, dù chai đá cứng lòng đến mấy, nhưng nếu đọc chuỗi kinh này, dù chỉ một lần duy nhất mà thôi, cũng sẽ nhận được ơn thánh do lòng lân tuất vô cùng của cha. Cha ước ao toàn thể thế giới đều biết đến lòng thương xót vô cùng của cha. Cha khát khao ban trào tràn những ân sủng khôn lường cho những linh hồn tín thác vào lòng thương xót của cha. Số 688. Lạy Chúa Giêsu, sự sống và chân lý, tôn sư của con, xin hướng dẫn mọi bước chân cuộc đời con để con biết hành động theo thánh ý Chúa. Số 689. Và một dịp kia, tôi nhìn thấy ngai tòa con trên Thiên Chúa. Và trước ngai tòa ấy có 3 vị thánh: Thánh Stanislaus Kostka, Thánh Andre Bobola và Vua Thánh Casimir. Các ngài đang khẩn cầu cho đất nước Ba Lan. Thình lình tôi nhìn thấy một quyển sách lớn đặt trước ngai tòa và được trao cho tôi đọc. Quyển sách được viết bằng máu. Tuy nhiên tôi không đọc được gì ngoại trừ thánh danh Giêsu. Khi ấy tôi nghe lời này nói với tôi: giờ của con vẫn chưa đến. Lúc đó quyển sách được cất đi khỏi tôi và tôi nghe những lời này: con sẽ làm chứng nhân cho lòng thương xót vô cùng của cha.
Trong quyển sách này có ghi danh sách những linh hồn đã làm vinh danh lòng thương xót của cha. Tôi ngập tràn sướng vui khi thấy lòng nhân lành của Thiên Chúa cao cả nhường ấy. Số 690. Và một dịp kia, tôi biết được tình trạng của hai chị kia trong bụng đang làu bàu về lệnh mẹ bề trên đã truyền cho họ. Và do đó Thiên Chúa đã rút lại và không ban cho họ nhiều ơn đặc biệt. Tim tôi nhói lên khi thấy như vậy. Lạy Chúa Giêsu, thật buồn biết bao khi chúng con lại là căn cớ làm uổng phí các ân sủng. Ai hiểu được điều này sẽ luôn sống trung thành. Số 691, ngày thứ năm. Mặc dù hôm nay rất mệt nhọc, nhưng tôi vẫn quyết tâm làm một giờ thánh. Tôi không thể cầu nguyện, cũng không thể quỳ được, nhưng vẫn lưu lại suốt giờ cầu nguyện và liên kết trong tinh thần với những linh hồn đang thờ phượng Chúa một cách trọn hảo. Gần cuối bàn thờ, tôi bỗng nhiên nhìn thấy Chúa Giêsu. Người chăm chú nhìn tôi và hết sức dịu dàng nói: "Lời cầu nguyện của con rất đẹp lòng Chúa." Sau những lời ấy, một sức mạnh phi thường và một niềm hoan lạc thiêng liêng đổ vào linh hồn tôi. Sự hiện diện của Thiên Chúa tiếp tục tràn ngập linh hồn tôi. Ôi, điều gì sẽ xảy đến cho linh hồn nếu được gặp gỡ Thiên Chúa diện đối diện, không bút mực nào tả xiết hoặc diễn tả cho được. Số 692. Ôi Chúa Giêsu, con hiểu rằng lòng thương xót Chúa vượt quá mọi trí tưởng tượng, và vì vậy con nài xin Chúa làm cho tâm hồn con được lớn lao để có đủ chỗ cho nhu cầu của tất cả mọi linh hồn đang sống trên mặt đất này. Ôi Chúa Giêsu, tình yêu con vượt xa, vượt quá trái đất này, đến với các linh hồn đau khổ trong luyện ngục, và con muốn thi thố lòng nhân ái đối với các ngài bằng những lời kinh xin ân xá. Lòng thương xót Chúa vô tận vô cùng, vì chính Chúa là đấng vô cùng. Cho dù con có dùng những lời hùng biện nhất hiện có để diễn tả lòng thương xót Chúa, tất cả điều ấy cũng chẳng là gì nếu so sánh với thực tại. Ôi Chúa Giêsu, xin làm cho trái tim con nhạy cảm trước tất cả những đau khổ xác hồn của người lân cận. Ôi Chúa Giêsu của con biết Chúa sẽ đối xử với chúng con giống như chúng con xử đối với người lân cận. Lạy Chúa Giêsu của con, xin làm cho trái tim con nên giống trái tim Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sống cuộc đời ích lợi cho mọi người. Số 693. Ngày 14 tháng 9 năm 1936, Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Vinius đến thăm chúng tôi. Mặc dù Ngài lưu lại với chúng tôi rất vắn, nhưng tôi vẫn có cơ hội thư chuyện với vị giáo chức xứng đáng này về công cuộc của lòng thương xót. Ngài tỏ thái độ rất thuận lợi với công cuộc lòng thương xót. Này chị, hãy hoàn toàn an tâm. Nếu điều này nằm trong những chương trình của Chúa Quan Phòng, thế nào cũng sẽ xảy đến. Trong lúc này, chị hãy cầu xin một dấu chỉ bên ngoài rõ ràng hơn. Ước chi Chúa Giêsu ban cho chị một tri thức rõ ràng hơn về điều này. Tôi xin chị ráng đợi thêm ít lâu nữa. Chúa Giêsu sẽ an bài các hoàn cảnh để mọi sự sẽ sáng tỏ đầu vào đó. Số 694, ngày 19 tháng 9, 1936. Khi chúng tôi rời phòng vị bác sĩ và ghé vào nhà nguyện của dưỡng đường một lát, tôi đã nghe những lời này trong linh hồn. Hỡi con nhỏ của cha,
chỉ thêm một ít giọt vào chén của con nữa thôi, không lâu nữa đâu. Niềm hoan lạc chất ngất linh hồn tôi, đây là tiếng gọi đầu tiên của đấng lang quân và tôn sư của tôi, Thiên Chúa trong mọi lúc. Tim tôi tan vỡ và linh hồn tôi ngụp lặng giữa đại dương lòng thương xót Thiên Chúa trong một lúc. Tôi cảm thấy sứ mạng của tôi đang khởi đầu một cách tuyệt hảo. Cái chết không hề hủy diệt những gì tốt hảo. Tôi cầu nguyện nhiều nhất cho các linh hồn đang chịu đau khổ nội tâm. Số 695. Một lần kia, tôi nhận được ánh sáng về hai chị kia. Tôi hiểu rằng một người không thể cư xử với mọi người một cách như nhau. Một số người có cách kết thân với người khác một cách kỳ lạ. Thế rồi, khi đã thành bè bạn và mượn cớ tình thân, họ tìm cách khai thác người kia từng lời một. Và rồi khi đến lúc, họ lại dùng chính những lời ấy để làm tổn thương người kia. Lạy Chúa Giêsu, sự yếu đuối của con người thật kỳ lạ. Tình yêu Chúa ban cho linh hồn sự khôn ngoan cẩn trọng khi xử đối với tha nhân. Số 696, ngày 24 tháng 9 1936, mẹ bề trên truyền cho tôi đọc những một chục kinh Mân Côi, bù lại các việc đạo đức khác rồi đi ngủ. Vừa đặt mình xuống tôi đã thiếp đi vì quá rã rời. Nhưng sau đó một lúc tôi đã thức giấc vì cơn đau. Thật là một cơn đau kinh hoàng đến độ tôi không sao động đậy được một chút. Thậm chí đến nuốt nước bọt cũng không nổi. Việc này kéo dài chừng 3 tiếng đồng hồ. Tôi định đánh thức chị nhà tập cùng ở chung phòng, nhưng sau đó lại nghĩ, chị ấy chẳng giúp gì được, thôi để chị ấy ngủ, đánh thức chị ấy dậy tội nghiệp. Tôi phó thác trọn vẹn cho Thánh Ý Chúa và nghĩ rằng ngày chết, ngày mong ước tha thiết của tôi đã đến. Đó là dịp cho tôi kết hợp với Chúa Giêsu chịu đau khổ trên thập giá. Ngoài ra tôi chẳng thể cầu nguyện gì được. Khi cơn đau dịu bớt, tôi bắt đầu toát mồ hôi. Nhưng tôi vẫn không sao cử động được, vì mỗi lần gượng là cơn đau trở lại. Đến sáng, tôi cảm thấy rất mỏi mệt mặc dù không còn đau đớn. Tuy nhiên tôi không thể trỗi dậy đi dự thánh lễ. Tôi tự nghĩ nếu sau cơn đau thế mà cái chết vẫn chưa đến, vậy thì đau khổ giờ chết ắt là phải kinh khiếp lắm. Số 697. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết dù con yêu mến đau khổ và muốn uống cạn chén đắng cho đến giọt cuối cùng, nhưng bản tính tự nhiên của con vẫn cảm thấy rùng mình, sợ hãi. Tuy nhiên, nơi con, niềm tín thác và lòng thương xót Chúa đã nhanh chóng được đánh thức với tất cả sức mạnh của nó. Và mọi sự khác đều phải nhường bước, như bóng tối phải thối lui trước những tia sáng mặt trời. Lạy Chúa Giêsu, lòng từ ái của Chúa thật cao vời. Lòng nhân lành Chúa thật quá thân thương với con, đã làm cho con dám nhìn thẳng vào cái chết. Con biết không gì xảy đến với con mà không có phép của Chúa. Con ước mong được tôn vinh lòng từ ái vô bờ của Chúa suốt cuộc đời con, trong giờ chết, trong ngày sống lại và trong cõi vĩnh hằng. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa là sức mạnh, là niềm an bình, là chốn an nghỉ của con. Linh hồn con mỗi ngày được tưới tắm trong những tia sáng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Trời của con, không giây phút nào trong cuộc đời mà con không được cảm nghiệm lòng thương xót Chúa. Con không cậy vào điều gì trong đời mình, nhưng vào lòng thương xót vô bờ của Chúa mà thôi. Lạy Chúa, đó là nguyên lý hướng dẫn cuộc đời con. Linh hồn con được no thỏa lòng
thương xót Chúa. Thương chị em và các bạn, chúng ta vừa cùng với nhau nghe những trang nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, từ số 677 đến số 697. Faustina nói với Chúa rằng, dù con yêu mến đau khổ và muốn uống cạn chén đắng cho đến giọt cuối cùng, nhưng bản tính tự nhiên vẫn thấy rùng mình sợ hãi. Làm sao có thể uống được? Chỉ có niềm tín thác vào lòng thương xót Chúa đánh thức tất cả sức mạnh, và mọi sự khác phải nhường bước, như bóng tối phải lùi trước những tia nắng mặt trời. Và Faustina tin rằng không gì xảy đến với mình mà không có phép của Chúa. Vì thế thưa anh chị em, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy. Có những sự cố, sự kiện, những biến cố nó xảy đến, có những trở ngại, những chống đối khi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Nó không thể xảy đến nếu không có phép của Chúa. Chúa mới nói, ta cho phép những khó khăn trở ngại, ma quỷ hoặc bàn tay con người chống đối cho phép làm đến mức nào thì mới được làm đến mức đó mà thôi. Và điểm thứ hai nữa là Faustina cảm nhận được cái chết, thấy được lòng nhân lành của Chúa mới dám nhìn thẳng vào cái chết. Và cái chết, Faustina nói, con phó thác trọn vẹn cho Thánh Y Chúa và nghĩ rằng ngày chết, ngày mong ước tha thiết của con đã đến. Đó là dịp để kết hợp với Chúa Giêsu chịu đau khổ trên thập giá. Và mỗi buổi tối, Faustina lại thấy qua một ngày, qua một ngày là một ngày mình tiến gần đến cái chết, tức là tiến gần đến với đấng mà mình mong ước gặp gỡ, là Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Nhìn như thế thì ta sẽ không thấy sợ hãi cái chết nữa. Cứ mỗi ngày qua đi là mỗi ngày mình đến gần với Chúa, gần với Chúa, gần với Chúa. Và ngày mình ra đi, ngày chết, đó là ngày mà mình tha thiết mong ước để gặp được đấng ấy, mà đạt được ước muốn rồi thì đó là ngày hạnh phúc, chứ không còn là ngày kinh hoàng nữa. Còn nếu mà mình không tin thác vào Chúa, nếu mình không tin tưởng vào Chúa thì ngày chết đó là một ngày kinh hoàng, ngày mà thấy được sự công thẳng của Thiên Chúa. Cái chết không hề hủy diệt những gì tốt hảo. Cho nên những gì mình làm tốt lành thì chính những cái điều đó, những cái đó là đường để dẫn mình về thiên đàng, đến với Chúa. Thưa anh chị em, một điểm nữa mà Faustina cho chúng ta thấy, kinh nghiệm được trong cuộc sống chung, là có một số người tìm cách kết thân với một người nào đó. Rồi khi đã thành bè bạn và mượn cớ tình thân, thì họ tìm cách khai thác người kia từng lời nói một. Rồi khi đến lúc lại dùng chính lời ấy để làm tổn thương người kia. Ta thấy lòng dạ con người như vậy, làm bộ kết thân, thân tình, rồi mình cứ vô tình, mình tâm sự, mình thủ thỉ, mình chia sẻ hết với người ấy. Đến một lúc nào đó người ấy dùng chính những lời đó để mà làm tổn thương mình, tố cáo mình, làm hại mình. Cho nên Faustina lập đi lập lại là không tìm nương tựa nơi người trần gian, chỉ có cậy dựa vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Có lần đã bị xúc phạm nặng nề vì một người rất gần gũi với mình, mà Faustina cảm thấy như là bị xuyên thấu trái tim. Và như thế thì khi mình xúc phạm đến Chúa, Chúa đau khổ biết là dường nào. Cho nên Faustina cảm nhận được là điều thiết yếu nhất trong các nhân đức là thi hành Thánh Ý Chúa. Mà khi hành Thánh Ý Chúa là người thi hành được các nhân đức. Cho nên trong mọi biến cố cuộc đời của mình, Faustina luôn luôn cố gắng là tôn thờ, chúc tụng Thánh Ý Chúa
và Thánh Y Chúa là đối tượng lòng yêu mến của Faustina. Trong sâu thẳm, sống theo Thánh Y Chúa và hành động ra bên ngoài theo những gì được thấy trong lòng là Thánh Y Chúa. Cho nên, dù cực hình đau khổ, bất hại chống đối muôn hình vạn trạng, mà những cái đó do Thánh Y Chúa gửi đến cho mình, thì vẫn còn ngọt ngào hơn là cái sự rạng danh, lời khen ngợi, chúc tụng, mà là do ý riêng của mình chứ không phải là Thánh Ý của Chúa. Rồi giữa những cực hình bi thương nhất thì nhìn lên Chúa Giêsu trên tự giá, không trông mong sự trợ giúp của người đời, nhưng đặt trót niềm tín thác nơi Thiên Chúa, nơi lòng thương xót vô biên của Chúa là tất cả sự cậy trông của ta. Anh chị em và các bạn, chúng ta hãy nhớ, lúc mình gặp đau thương thử thách nhất thì hãy nhìn lên Chúa Giêsu thập giá, chứ đừng có tìm sự trợ giúp của người đời, không mong gì đâu. Lúc mình đau khổ, lúc mình thất bại, lúc mình xa cơ thất thế, chẳng ai ngó ngàng gì tới đâu, và cũng chẳng ai an ủi gì mình được đâu. Hãy chọn đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa, và lòng thương xót vô biên của Chúa là sự cậy trông của mình mà thôi. Rồi cuối cùng, thưa anh chị em, Thánh Faustina cầu nguyện: xin làm cho trái tim con nên giống trái tim Chúa, và giúp cho con có một cuộc sống lợi ích cho mọi người, và những gì mình đối xử với người khác như thế nào thì Chúa cũng sẽ đối xử với mình như vậy. Ai xót thương người sẽ được Chúa xót thương. Chúng ta cùng đọc 10 kinh trong chuỗi lòng thương xót Chúa: kinh cầu lòng thương xót của Cha và kinh tận hiến cho Chúa Giêsu.